Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, tên luyện khí sĩ đầu sói dừng tầm mắt trên lưu nhận của Trung Nhạc. Lưu nhận dài chừng hơn 1,7 triệu trên lưng Trung Nhạc, đôi mắt của hắn tỏa sáng, hắn cười khà khà nói: "Xem ra ông trời đối đãi với anh em ta không tệ, được ngay hai món bảo bối rồi. Tiểu tử Long tộc, coi như ngươi gặp xui đi, mau giao thần nha ra đây, ta tha chết cho ngươi." "Sao? Giao lưu nhận cho ngươi sao?" Trung Nhạc biến sắc mặt, hắn dừng chân lại, nói với giọng nói đầy tàn khốc: "Các ngươi muốn làm gì? Ta cũng là lĩnh chủ yêu tộc Cô Hà Thành, hơn nữa ta xuất thân Long tộc, các ngươi không thể động vào ta được." Tên luyện khí sĩ tay sói tế tiểu cương xoa lên, lập tức tiểu cương xoa toát ra ô quang hừng hực, hắn cười lạnh nói: "Giao thần nha ra, không ta sẽ làm thịt ngươi. Việc đuổi giết 4 tên kiếm môn ở khắp nơi đã khiến nhiều luyện khí sĩ chết rồi, chết thêm một mình ngươi nữa cũng chẳng ai tra ra bọn ta làm đâu." Trung Nhạc cắn răng rút lưu nhận sau lưng ra: "Hai vị sư huynh đừng có làm ấu, lưu nhận của ta chính là luyện ra từ răng nanh của thần, các người sao có thể là đối thủ của ta được." Tay luyện khí sĩ tay sói kia cười ha ha nói: "Thần nha là thứ quý báu cỡ nào đây, đừng nói người không thể tế lên sử dụng, cho dù là luyện khí sĩ hợp nhất linh thế cũng không cách nào tế luyện được. Cái hồn binh này của ngươi vốn là để trang trí mà thôi, tiểu tử Long tộc hãy giao ra đây." Trung Nhạc đứng đó sắc mặt xa sầm, một lúc sau hắn vẫy vẫy tay quăng lưu nhận cắm trong bãi đất phía trước người rồi lùi lại ra sau nói: "Hai vị sư huynh nói phải giữ lời, phải tha cho ta." Tên luyện khí sĩ đầu sói cười ha ha bước tới nắm chặt lấy chuôi lưu nhận khen: "Nặng đấy, nặng đấy, không hổ là thần nhá, Sài huynh giết hắn đi." Tên luyện khí sĩ tay sói kia động tâm niệm khiến tiểu cưng xoa bắn tới Trung Nhạc với tốc độ cực nhanh, hắn cười nói: "Nếu hắn mà cầm thần nha quyết đấu với chúng ta, đoán chừng giết hắn cũng phải tốn chút sức lực, giờ không có thần nha giết hắn quá dễ dàng." Tay luyện khí sĩ đầu sói giơ lưu nhận lên đang định xem xét cẩn thận thì đột nhiên một đạo kiếm khí màu vàng chói bắn ra từ trong lưu nhận như tia chớp đâm vào mi tâm của gã. Tên luyện khí sĩ đầu sói kia ngớ ra, mi tâm liền vỡ, đầu bị kiếm khí xuyên thủng, gã lẩm bẩm: Sao người có thể tế luyện được thần nha này?" Mà lúc này Trung Nhạc không có lùi lại, ngược lại đón nhận đạo ô quang kia. Trong tay của hắn bỗng xuất hiện một gốc cây nhỏ màu đỏ cao chừng 1 thước. 18 đạo kiếm khí lập tức phóng ra bắn tới tên luyện khí sĩ tay sói: "Ta chưa tế luyện thần nha, mà chỉ giấu kiếm khí ở trong đó mà thôi." Trung Nhạc vẫy tay liền thấy đạo kiếm khí kim sắc kia phá vỡ đầu luyện khí sĩ đầu sói, rồi rơi xuống đất hóa thành một con long tướng nho nhỏ chạy nhảy trên mặt đất rồi phóng tới phía luyện khí sĩ tay sói. Tên luyện khí sĩ tay sói lòng lạnh lẽo, hoàn toàn không ngờ được đồng bạn lại bị giết nhanh như vậy. Bọn họ đều là luyện khí sĩ thoát thai linh hồn hợp nhất hóa thành nguyên thần, thực lực đã hơn xa đám luyện khí sĩ như Hổ Văn Sinh, Bạch Tú Sĩ. Nếu giao đấu chính diện, luyện khí sĩ đầu sói chắc chắn sẽ không bị giết dễ dàng đơn giản như vậy. Bọn họ vốn nhận được tin rằng tên Long Nhạc này chưa phải luyện khí sĩ, chỉ là bất ngờ tấn công mới giết được chuẩn kiêu, lại không ngờ Trung Nhạc tuy chưa phải luyện khí sĩ nhưng sớm đã luyện được kiếm khí, giấu kiếm khí vào trong lưu nhận. 18 đạo kiếm khí phóng tới, luyện khí sĩ tay sói thét to lập tức dùng tinh thần lực ngưng tụ thành những tấm chắn hình rùa bao bọc quanh thân. Trên những tấm chắn này tràn ngập kim khí, hẳn là hấp thu kim khí cùng tinh thần lực luyện thành thần thông phòng ngự. Những tấm chắn ấy bay xung quanh người luyện khí sĩ tay sói,
rồi những tiếng keng keng vang lên. 18 đạo kiếm khí ấy vậy mà không thể phá được thế phòng ngự của những tấm chắn hình rùa kia. Long tướng kiếm khí nhào tới, bỗng nhảy lên, hóa thành kiếm khí, chém tới gã luyện khí sĩ tay sói. Tên này lập tức lấy một thanh tiểu cương xoa từ sau lưng ra, dùng nó để chống chọi với long tướng kiếm khí, không cho long tướng kiếm khí tới gần người. Kiếm khí với tiểu cương xoa đụng nhau, phát ra tiếng đi đùng. Mà vào lúc này, đạo ô quang phi tới, không ngừng va chạm cùng giao long kiếm khí quấn quanh người Trung Nhạc. Chỉ là giao long kiếm khí vốn không phải thần thông phòng ngự nên vẫn bị đạo ô quang kia xâm nhập. Trung Nhạc liên tục tránh né. Thấy vậy, tên luyện khí sĩ tay sói kia thầm thở phào: thủ đoạn của tên tiểu tử long tộc này quá ít ỏi, không có thần thông phòng ngự, như vậy muốn giết nó đơn giản hơn nhiều. Y thò tay ra sau, không ngờ sau lưng y còn có một cái túi vải, trong túi đầy những chiếc tiểu cương xoa. Những tiểu cương xoa phóng ra liên tục bắn tới phía Trung Nhạc. Mà sau lưng y, một vị yêu thần cao tới hơn một trượng hiện ra, chính là linh của y. Linh này là một vị thần đầu sói với 8 cánh tay, 4 cánh tay cầm một tiểu cương xoa, 4 tay kia thì cầm lá chắn. Những cánh tay vung ra bảo vệ luyện khí sĩ tay sói kín kẽ, ngay cả long tướng kiếm khí cũng không đánh vào được. Mầm cây nhỏ bên chân Trung Nhạc bỗng dưng xuất hiện, rồi chui tọt vào trong lòng đất, không thấy đâu nữa. Những thanh xiên thép hóa thành từng đạo ô quang từ 4 phương 8 hướng bắn tới, khiến Trung Nhạc bị ép cho càng thêm chật vật, căn bản không thể tiếp cận tên luyện khí sĩ tay sói kia, mà còn bị làm cho liên tục phải lùi ra sau. Còn tên luyện khí sĩ kia thì bị 18 đạo kiếm khí bao vây, lại bị long tướng kiếm khí liên tục tấn công, cũng chẳng thể thoát thân được. Đột nhiên mặt đất dưới chân luyện khí sĩ tay sói kia mọc ra một cái cây non, đúng là mộc kiếm khí của Trung Nhạc. Cây này lập tức sinh trưởng cao hơn một thước, cành cây bay múa, mộc kiếm khí lập tức tràn ngập không gian hơn một trượng. Tên luyện khí sĩ kia chỉ kịp thét lên, liền bị mộc kiếm khí quấy nát, những mẩu thịt cùng máu văng khắp nơi. Ô quang không còn chủ nhân điều khiển rào rào rơi xuống. Trung Nhạc thở hổn hển, văng tục vài câu định thần lại, rồi mới thu hồi mộc kiếm khí, long tấn kiếm khí, rồi lại nhặt liêu nhận cất vào sau người. Đây là lần đầu tiên hắn giao chiến chính diện với luyện khí sĩ, thật sự là trận chiến liều chiến nên có phần khẩn trương. Quân Tư Tà cười đầy thê thảm, khóe miệng trào ra máu đen, châm chọc nói: yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt, đồng tộc tương tàn lại còn giờ cho thắng chẳng vẻ vang gì cả. Trung Nhạc bước tới, nhặt từng cái tiểu cương xoa một, lại đi tới phía Lăng Nha Bổng. Nghe vậy nhưng chẳng thèm quay đầu lại, chỉ nói: ta không đồng tộc với bọn chúng. Quân Tư Tả nghe vậy tinh thần rung lên, nói với vẻ mặt đầy mong đợi: long tộc là chủng tộc cao quý và kiêu ngạo, cũng là luyện khí sĩ, hãy để lại cho ta chút kiêu ngạo, đừng bắt giữ ta. Nếu ta bị ngươi bắt về Cô Hà Thành, tất sẽ bị yêu tộc làm nhục, sống không bằng chết đi. Ngươi hãy giết ta đi, cất đầu ta về gặp Yên Đảo Chủ với Tú Thiên Đảo Chủ, bọn họ sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Sau lưng Trung Nhạc xuất hiện giao long, giơ vuốt bắt lấy Lăng Nha Bổng rồi đặt tại sau lưng hắn. Hắn nghe Quân Tư Tả nói vậy thì không khỏi buồn bực: quân sư tỷ đang nói gì thế, sao ta phải giết sư tỷ? Hắn cất bước đi tới. Quân Tư Tả đột nhiên nhớ tới việc long tộc vốn là chủng tộc háo sắc, cũng chẳng kiêng dè với nữ giới thuộc chủng tộc khác, không khỏi sợ hãi dãy dụa nói: ngươi đừng có qua đây. Trung Nhạc dùng vuốt giao long sau lưng nắm lấy tiểu cương xoa, cắm chặt trên bờ vai của Quân Tư Tà rồi nhổ ra. Chàng thiếu niên bước lên, ngửi miệng vết thương trên vai nàng. Quân Tư Tà lại càng sợ hãi, cố lùi ra sau, nhưng sau lưng là gốc cây, chẳng chỗ để né, bèn la to: ngươi làm gì vậy, đừng có sằng bậy. Trung Nhạc nói: sư tỷ đừng có kêu nữa, ta đang ngửi xem đây là độc gì. Quân Tư Tà nửa tin nửa ngờ: ngươi ngửi ra chưa? Trung Nhạc ngại ngùng nói: vẫn chưa, ta không có nghiên cứu gì về độc cả. Quân Tư Tà chán nản: không nghiên cứu sao ngươi còn chạy ra ngửi như vậy? Từ sau lưng Trung Nhạc, một con giao long thò đầu ra, mở miệng khẽ hút máu đen trên bờ vai của Quân Tư Tà đi, rồi dưng vuốt giao long bắt lấy chiếc đàn cầm ở trên mặt đất. Thực không dám giấu quân sư tỷ, ta không phải yêu tộc, cũng không phải long tộc, mà là nhân tộc.
Trung Nhạc chậm rãi biến hóa diện mạo, khôi phục tướng mạo vốn có, nói: Luyện khí sĩ mới của kiếm môn Trung Sơn Thị, Trung Nhạc bái kiến quân sư tỷ. Ngươi Thiếu nữ lục y chố mắt nhìn, không nói nên lời. Một lúc sau nàng mới kêu lên: Không, không đúng. Vừa rồi hai tên luyện khí sĩ yêu tộc kia rõ ràng nói ngươi là lĩnh chủ Cô Hà Thành, sao có thể là luyện khí sĩ của kiếm môn ta được? Trung Nhạc thôi động tinh thần lực hóa thành một con dao long, nâng cô gái này lên rồi cười nói: Việc này nói ra thì dài lắm, thôi ta không nói cho sư tỷ nữa đâu, tránh cho lãng phí thời gian. Quân Tư Tả nghe vậy tức lắm, lại thấy Trung Nhạc biến ra hai con dao long chói nàng như cái bao tải vứt lên trên lưng rồng, khiến cặp mông cong nhếch lên. Nàng ta không thể động đậy, mắt trợn tròn, cả giận nói: Ngươi là luyện khí sĩ của tộc ta, sao lại còn chói ta như vậy? Khắp nơi trên cái đại nguyên hoang địa này đều là luyện khí sĩ của yêu tộc đang đuổi giết sư tỷ. Nếu gặp phải bọn chúng sẽ không cho rằng ta là đồng bọn của ngươi, mà cho là ta bắt được ngươi. Ta chỉ đang cố làm cái bộ dáng như vậy mà thôi, để cho chúng hiểu lầm. Mong sư tỷ thứ lỗi cho. Ồ, mà dáng người của sư tỷ thật đẹp. Trung Nhạc lướt mắt từ mông tới vòng eo của nàng ta, hít vào một hơi thật sâu, lại hóa thành bộ dáng long nhạc. Quân Tư Tà buông vài phần hoài nghi, lại thấy Trung Nhạc quay về phía Cô Hà Thành mà không phải hướng tới đại hoang. Hai con rồng dưới chân của hắn cũng quay mặt về phía Cô Hà Thành, thế là vừa sợ vừa tức. Lại đúng vào lúc này, hai con dao long dài tới hơn 30 trượng lại đang dùng tốc độ cực nhanh chạy lui về phía đại hoang. Quân Tư Tà ngẩn ra, lập tức hiểu được vấn đề. Tên này thông minh đấy, đúng là kẻ giàu hoạt âm hiểm. Hắn chạy lùi ra phía đại hoang, nếu gặp phải luyện khí sĩ yêu tộc thì hắn có thể kịp thời phát hiện. Hơn nữa còn ra vẻ là đang chạy tới Cô Hà Thành. Hắn chói ta lại cũng là để lừa yêu tộc, để thể hiện rằng ta là tổ binh của hắn ta. Luyện khí sĩ yêu tộc nếu không chuẩn bị, hơn phân nữa sẽ bị hắn đánh lén thành công. Trung Sơn Thị này thật sự là luyện khí sĩ của kiếm môn ta. Hắn trông tuổi không lớn, sao tâm tư lại kín kẽ như vậy? Là giàu hoạt âm hiểm mới phải. Giao long uốn lượn không ngừng chạy lùi về phía đại hoang, tốc độ tất nhiên là thua xa lúc bay thẳng đi, ước chừng phải mất 1-2 ngày mới tới được phạm vi của đại hoang. Quân Tư Tà nhìn Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc lấy đàn của mình ra, đang định gỡ dây đàn xuống, không khỏi vừa tức vừa vội quát lên: Ngươi làm cái gì vậy? Ta đang phá cái đàn này. Trung Nhạc thấp giọng nói: Sư tỷ đừng kêu, lỡ người khác nghe thấy thì không được đâu. Quân Tư Tà cảm thấy mình như sắp phát điên tới nơi rồi. Người phá cầm của ta cũng không cho ta kêu, có phải bá đạo như vậy hay không? Ta bị người ta làm cho tức điên rồi, ta tất nhiên sẽ không kêu, ta có phải đứa ngu đâu. Quân Tư Tà nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy không lâu sau, thiếu niên kia đã gỡ dây đàn ra khỏi hồn binh của mình. Dây đàn này là tơ kiếm, trải qua nhiều lần được Quân Tư Tà tô luyện nên đã vô cùng sắc bén, bên trong có tích chứa kiếm khí, uy lực rất mạnh. Trung Nhạc gỡ dây xuống rồi rót tinh thần lực vào bên trong. Cây đàn cầm này lập tức triển khai dài tới 30 trượng. Nhưng khi tinh thần lực của hắn tiếp tục rót vào thì cây đàn càng lúc càng dài. Không lâu sau đã dài tới 100 trượng nhưng vẫn có thể tiếp tục kéo dài ra. Ồ, cây đàn này của quân sư tế có hiệu quả giống như kiếm kiến. Trung Nhạc tán thưởng, lại động tâm niệm, khiến dây đàn nhỏ như tơ nhện im hơi lặng tiếng bay lượn trên không trung. Nhanh như tia chớp, lại không thoát ra chút động tĩnh nào, làm người ta khó lòng phòng bị. Sao, kiếm kiến, một trong 10 hung binh ư? Nghe vậy, Quân Tư Tà cười lạnh. Kiếm kiến chẳng qua, chỉ có cái danh hão mà thôi. Đàn của ta vừa có thể sử dụng như kiếm kiến, lại có thể biến tiếng đàn thành kiếm khí giết đối thủ, lại còn bày được kiếm trận mà giết địch. Sớm muộn gì, cây đàn cầm này của ta sẽ đứng trên kiếm kiến. Trung Nhạc cười nói. Kiếm kiến có 64 giây, giết người trong vô hình, chứ không đơn giản như vậy đâu. Nhưng cây đàn này của sư tỷ quả thực rất được, tương lai có khi thật sự có thể xếp trên kiếm kiến. Quân Tư Tà hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn thấy kiếm kiến rồi sao? Trung Nhạc gật đầu. Trong trận quyết đấu vô kiếm ký, ta đã giao đấu qua với kiếm kiến. Quân Tư Tà nghe vậy liền ngẩn ra. Thật là bốc phét mà. Quyết đấu vô cấm kỵ của Thượng Viện Ư chẳng phải nghĩa là khi chưa trở thành luyện khí sĩ
Trung Nhạc đã giao thủ với Kiếm Kiển, một trong 10 hung binh hay sao? Sao có thể được? Trung Nhạc cũng không giải thích mà dồn tâm trí khống chế cây đàn, làm quen với uy lực của nó. Lúc này dây đàn phá không lại lập tức quay lại. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng đã sớm ngàn vạn lần suy nghĩ mà làm cho rối loạn. Nhưng dây đàn trong tay hắn lại thay đổi như trong chóng, thi triển ra nhiều loại kiếm pháp tinh diệu, khiến người ta khó lòng mà phòng bị. Quân Tư Tà nhìn mấy lần lòng chấn động. Kiếm pháp mà Trung Nhạc thi triển là kiếm pháp điều khiển kiếm kiển, nhưng không được chân truyền nên chỉ có vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ hắn thật sự đã giao chiến với kiếm kiển rồi sao? Quân Tư Tà thầm nghĩ. Trung Nhạc thúc giục dây đàn qua nửa canh giờ thì cũng quen thuộc kỹ xảo công kích, nhưng dù sao hắn không có được chân truyền, nếu tiếp tục thao luyện thì cũng chẳng có tiến bộ gì, nên dây đàn chỉ có thể sử dụng để đột kích chứ không thể sử dụng để nghênh địch chính diện được. Hắn động tâm niệm, dây đàn tự động quấn quanh Lưu Nhận. Quân Tư Tà nhìn dây đàn, lại nhìn cây đàn đã không còn dây, lòng đau như nhỏ máu. Trung Nhạc lấy một chiếc cương xoa ra nắm ở trong tay thầm nghĩ. Hồn binh của yêu tộc không có mấy tác dụng với ta, không bằng dùng để tinh luyện kiếm khí. Tần Hỏa nói rằng tu thành linh là có thể dùng pháp môn tự tại đại kiếm khí, từ kim thiết hấp thu kiếm khí luyện ra canh kim kiếm khí. Hồn binh này được luyện thành từ kim thiết, hẳn là có thể lấy để tinh luyện kiếm khí rồi. Quân Tư Tà bị sốc này, vết thương trên người đau nhói khó chịu. Giao Long bay đi được trăm dặm, cô thiếu nữ này rốt cuộc không nhịn nổi liền hỏi: "Này Trung Sơn Thí, người có linh ngọc cao không? Linh ngọc cao của ta hết rồi, mà ta thì đang mất máu." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Không có." Quân Tư Tà nghe vậy mà chán ngán cáu giận: "Thân là luyện khí sĩ, ngay cả linh ngọc cao người cũng không có sao? Linh ngọc cao là linh dược trị thương, có ai ra ngoài mà không mang theo đây?" Trung Nhạc nói: "Ta vừa mới trở thành luyện khí sĩ thôi, còn chưa kịp quay về kiếm môn nên không có linh ngọc cao." Quân Tư Tà hít vào một hơi thật sâu, chấn định rồi nói: "Không có linh ngọc cao, vậy Vũ Linh Đan với Linh Nguyên Đan chắc là ngươi có chứ? Nếu ta có thể khôi phục một hai thành tu vi là có thể áp chế được thương thế rồi, khu trừ lượng độc tố còn sót lại." Trung Nhạc lắc đầu: "Cũng không có." Quân Tư Tà đã gần như phát điên, thất thanh nói: "Cả Vũ Linh Đan với Linh Nguyên Đan mà ngươi cũng không có sao? Đã không có mà ngươi còn có gan chạy xuống núi sao? Lại còn chạy tới địa bàn của yêu tộc giả làm luyện khí sĩ yêu tộc sao? Ngươi không biết gì cả, làm sao đặt tới luyện khí sĩ được?" "Ta không cần linh đan." Quân Tư Tà đã tức muốn hộc máu, có luyện khí sĩ nào lại không cần linh đan đây? Tên Trung Sơn Thị này quả đúng là kẻ quê mùa, lại còn giả làm long tộc cao quý trà trộn vào trong yêu tộc. Một lúc lâu sau, nàng ta mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại, thấy Trung Nhạc tay nắm một cây cương xoa, không nhịn được bèn hỏi: "Này Trung Sơn Thí, ngươi đang làm cái gì vậy?" "À, tu luyện canh kim kiếm khí tăng thực lực, để lúc chiến đấu có khi canh kim kiếm khí có thể phát huy tác dụng, canh kim kiếm khí sẽ sắc bén hơn." "Ngươi dùng hồn binh tu luyện canh kim kiếm khí sao?" Quân Tư Tà trợn trắng mắt nói: "Ngươi cho là ngươi đang tu luyện đại tự tại kiếm khí hay sao? Muốn tu luyện canh kim kiếm khí rất đơn giản, ngươi tới dược cốc của kiếm môn đổi lấy mấy viên mỹ kim đan, dùng kim khí trong mỹ kim đan luyện hóa là có thể luyện thành canh kim kiếm khí được rồi. Cái tên ngu ngốc nào nói cho ngươi tu thành linh rồi thì có thể rút kim khí từ trong hồn binh vậy? Thật là nằm mơ mà." Rào rào, thanh cương xoa trong tay Trung Nhạc đột nhiên vỡ tung như bùn đất vậy. Linh tính trong hồn binh thật sự đã bị hút sạch. Quân Tư Tà không khỏi ngẩn ra, gần như sụp đổ. Không ngờ tên thiếu niên Trung Sơn Thị này lại có thể rút được kim khí từ trong hồn binh. Trung Nhạc vui vẻ nói: "Quả nhiên tu thành luyện khí sĩ rồi, luyện thành linh hồn là có thể dùng linh hồn tinh luyện vạn vật trong trời đất ra kiếm khí được." Hắn lại lấy một chiếc cương xoa ra, chỉ thấy vẻ ngoài sáng bóng của nó dần ảm đạm, hẳn là kim khí đã bị hắn rút đi. Quân Tư Tà thậm chí dường như còn thấy được tơ vàng lưu động giữa đôi tay của Trung Nhạc, lòng khiếp sợ vô cùng. Trung Sơn Thị này không biết tu luyện lại công pháp quỷ dị nào mà lại có thể rút được kim khí bên trong hồn binh luyện thành kiếm khí. Điều này hoàn toàn nằm ngoài những gì nàng ta biết được.
Theo nàng, chỉ có đại tự tại kiếm khí của môn chủ kiếm môn mới làm được điều này. Còn về chuyện tu thành linh hồn là có thể rút được kim khí từ trong hồn binh, rốt cuộc là tên ngu ngốc nào lại dạy cho tên quê mùa này điều ấy, mà hắn lại còn làm được cơ nữa cơ chứ. Trung Sơn Thị này rốt cuộc có lai lịch gì đấy? Chẳng lẽ Trung Sơn Thị là đại thị tộc ẩn nấp trong đại hoang ta sao? Nếu không sao hắn có thể dễ dàng rút kim khí từ trong hồn binh mà luyện thành kiếm khí như vậy? Quân Tư Tà thầm nghĩ. Quân sư tỷ không biết rằng tu thành linh rồi là có thể hấp thu kiếm khí từ trong vạn vật trong trời đất ư? Lúc bấy giờ Trung Nhạc buồn bực hỏi. Đây vốn là chuyện tất cả luyện khí sĩ đều làm được cơ mà. Người nói bậy. Quân Tư Tà tức giận. Ai nói cho ngươi điều này? Cái tên ngu ngốc nào mà sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Sư tỷ không phải kẻ ngốc đâu, không bị yêu tộc đánh cho ngu ngốc đâu. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, làm như ta không có não như vậy. Thiếu nữ Lục Y phát điên, tức muốn ngất đi. Trung Nhạc bèn an ủi. À, chắc là do sư tỷ thương thế quá nặng nên đầu óc không rõ ràng rồi. Ngủ một giấc đi sẽ tốt hơn. Quân Tư Tà sợ hãi kêu lên. Ngươi định làm gì? Cái đồ khốn này, dừng tay lại. Trung Nhạc khẽ động vào cần cổ của nàng ta. Cô thiếu nữ này liền hôn mê bất tỉnh. Nhạc tiểu tứ, ngươi làm rất tốt à? Lúc bấy giờ Tân Hòa nhảy ra, bĩu môi với Quân Tư Tà nói. Cái con bỏ cái này đúng là kẻ quê mùa, chả biết cái gì cả, lại dám nói người anh minh thần võ như ta đây là kẻ ngu ngốc sao? Trung Nhạc lo lắng nói. Tân Hòa, dẫu sao nàng ta cũng là một trong bốn cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta, nếu không giải độc thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng, mà thương thế lại nặng như vậy. Ngươi yên tâm đi, nàng ta linh thể trời sinh, là linh thể sinh ra khi thủy diệu tinh bộc phát ra, mệnh rất cứng mà. Tân Hỏa cười nói. Thủy giỏi về việc giải độc chữa thương, thủy khí trong cơ thể cô ta sẽ nhanh chóng xua tan độc tính đi thôi. Chút thương thế này không lấy mạng cô ta được đâu. Cẩn thận, có yêu khí kìa. Trung Nhạc dừng lại, Tân Hỏa lại chui vào trong mi tâm của hắn. Trung Nhạc động tâm niệm, dây đàn như sợi tơ nhanh chóng tách ra khỏi Liêu Nhận, từng sợi dây xoạt xoạt chui vào trong lòng đất, chạy đi xa vài dặm. Cùng lúc đó, Trung Nhạc khẽ động chân, mọc kiếm khí hóa thành một cây nhỏ trông rất bình thường, mọc ở cách đó không xa. Yêu khí cuồn cuộn từ đằng xa, yêu vân dán lấy mặt đất bay tới bên này với tốc độ cực nhanh. Trong yêu vân, một cái đầu trâu cực lớn như ẩn như hiện, một giọng nói ồm ồm vang lên. Quân Tư Tà, đừng cháy, mau theo Ngưu đại gia về làm áp trại phu nhân đi thôi. Một con trâu rầm rầm mà đáp xuống đất, thu hồi cánh màu đen sau lưng lại, hóa thành một kẻ đầu trâu mình người, cầm một thanh trường thương dài 3-4 trượng, trông vô cùng oai phong, dùng đôi mắt trâu nhìn Trung Nhạc rồi kinh ngạc nói. Ngươi là người phương nào? Long tộc sao? Hình như ta có nghe nói rằng có một tiểu tử long tộc tới cô Hà Thành, hẳn là ngươi rồi. Ồ, sư huynh xưng hô như thế nào vậy? Trung Nhạc chắp tay hỏi. Không cần xưng hô. Con Ngưu yêu kia nhìn Quân Tư Tà đang bất tỉnh nhân sự, nâng thương chỉ thẳng vào người Trung Nhạc, ôm ôm nói. Một trong tứ đại cao thủ kiếm môn, Quân Tư Tà có giá trị cực cao. Ngay cả với thân thể thủy linh trời sinh kia, nếu có thể giao phối với nàng ta, cướp lấy thủy linh của Thủy Diễu, sẽ khiến tu vi lão Ngưu ta chắc chắn tăng nhanh. Mà hai vị đảo chủ còn trêu thưởng cho đầu con bò cái này, lão Ngưu ta sẽ giao phối với nó trước vậy, cướp thủy linh Thủy Diễu cùng nguyên âm rồi chặt đầu đi lĩnh thưởng. Tiểu tử, nếu tức thời thì mau giao nó ra đây. Trung Nhạc cười hăng hắc. Ngưu huynh, ngươi muốn đoạt nguyên âm, ta cũng muốn đoạt nguyên âm, xem ra chuyện này khó giải quyết rồi đây, chỉ có thể động thủ mà thôi. Quân Tư Tà đã tỉnh lại, nghe thấy thế thì một tiếng lại tiếp tục ngất đi. Thiếu niên Trung Sơn Thị thế vậy, sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi, khó mà giải thích được rồi đấy. Ngưu yêu kia cười ha ha, rồi đột nhiên hiện nguyên hình, chính là một con trâu đen khổng lồ như ngọn núi. Cất bốn cái móng lên, khiến đất đá rung chuyển, phóng tới phía Trung Nhạc. Cùng lúc đó, linh hồn xuất hiện sau lưng y là một long vương điều khiển hắc thủy, lôi động thanh trường thương kia
phóng tới chỗ Trung Nhạc. Khi di chuyển, sợi dây đàn mà Trung Nhạc mai phục dưới đất kia cũng di chuyển theo. Chúng thò ra từ dưới đất, vòng xung quanh bốn cái chân khổng lồ của Ngưu Yêu. Ngưu Yêu cảm nhận được nguy hiểm. Giờ lát, bốn đóa mây đen mọc lên ở dưới chân, yêu phong xoẹt xoẹt. Sau lưng con trâu mọc đôi cánh, lao đi nhanh như tia chớp vậy. Dây đàn không kịp sắt con Ngưu Yêu này thành hai nửa, liền vô thanh vô tức bay tới, chỉ kịp quấn lấy một cái chân. Máu vẩy ra giữa không trung, chân Ngưu Yêu bị cắt thành những miếng thịt mỏng. Trung Nhạc rút đao, song long dưới chân gầm gừ, nâng hắn bay lên. Hắn vung đao đối chọi với trường thương, nghênh đón con trâu đen ba chân hai cánh bay tới. Giữa không trung, tiếng nổ đùng vang lên, trường thương bị đại đao chặt gãy, Lưu Nhận chém tới phía châu điên. Thứ đao sắc như vậy sao? Con Ngưu Yêu kia gào lên, một cái sừng trên đầu y đột nhiên phóng ra, chống đỡ cái chém này của Trung Nhạc. Phụp một tiếng, sừng trâu bị đánh gãy. Mà vào lúc này, Hắc Long Vương sau lưng Ngưu Yêu giơ vuốt lắm lấy một cái sừng trâu khác trên đầu Ngưu Yêu đâm tới. Trung Nhạc thét lên, mau bắn ra. Hắn bị sừng trâu đâm thủng xương vai, xuyên qua bả vai. Trung Nhạc và Ngưu Yêu đều bị thương, thế nhưng thương thế của Ngưu Yêu nặng hơn. Cả hai đánh nhau tới đỏ cả mắt. Hắc Long Vương Linh sau lưng của Ngưu Yêu giơ vuốt định bắt lấy gáy của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, linh hồn trong mi tâm Trung Nhạc bay ra. Đại Nhật Kim Mô cao không tới một tấc, đối chiến với cái vồ này của Hắc Long Vương Linh vô cùng khổng lồ. Không khí rung chuyển, Hắc Long Vương Linh rất to lớn, mà Đại Nhật Kim Mô lại vô cùng nhỏ. Thế nhưng về mặt sức mạnh thì lại cân xứng. Hắc Long Vương Linh không làm gì được Đại Nhật Kim Mô, bèn giơ vuốt nắm lấy hai đoạn thương gãy đâm vào gáy của Trung Nhạc. Lại đúng lúc này, Long Tướng kiếm khí bay ra khỏi mi tâm của Trung Nhạc. Kiếm khí sắc bén xoẹt qua, Ngưu Yêu thét lên một tiếng, đã bị chặt đi một cái chân trước nữa. Trung Nhạc giơ đao vung lên, chém đứt hai móng trước của Ngưu Yêu này. Y dũng khí không còn, không dám ham chiến, vội vỗ cánh nhanh chóng bay xuống. Trung Nhạc lập tức thôi động hai con giao long ở dưới chân. Giao long uốn người phóng đi, đuổi theo Ngưu Yêu. Mà con trâu điên này vừa tiếp đất, đang định bỏ chạy, thì một gốc cây nhỏ bỗng chui ra từ trong đất. Từng đạo một kiếm khí bay lên, bao vây lấy y. Con trâu điên giống lên, nhưng về có lực phòng ngự đáng sợ, nên dù bị mộc kiếm khí cắt cho mình đầy thương tích, Ngưu Yêu vẫn chưa chết mà lao ra được vòng vây của mộc kiếm khí, dốc hết sức bỏ chạy về phía Cô Hà Thành. Tiểu tử Long Tộc, lão Ngưu không phải đối thủ của ngươi, nên bị chặt mất hai chân, hãy tha mạng cho ta. Con trâu này bị chặt đứt hai chân trước, vậy mà lại có thể dùng hai chân sau để chạy đi với tốc độ nhanh tới đáng sợ. Chỉ vài bước đã đột phá âm chướng, truyền tới tiếng vung đùng đùng. Mà đúng lúc này, Ngưu Yêu đột nhiên nhìn thấy kiếm khí mỏng manh như sợi tơ dựng thẳng ở trước mặt mình. Ngay sau đó, y biến thành hai nửa. Vậy mà đôi chân Ngưu Yêu vẫn không ngừng chạy đi, phải tới vài dặm thì mới ngã xuống đất được. Trung Nhạc thu dây đàn lại. Lúc này, dây đàn quay vòng bám vào chuôi Lưu Nhận, không có chút vết máu nào. Vừa rồi chính là Trung Nhạc đã tế dây đàn này để cắt đôi con trâu kia làm hai nửa. Giết người như cắt cỏ, những sợi dây đàn này của quân sư tỷ tương lai tất thành hung binh. Một lúc lâu sau, quân Tư Tà mới dần tỉnh lại, thấy trời đang tối dần, còn vị luyện khí sĩ thiếu niên Trung Sơn Thị đang ngồi trên lưng rồng, điều khiển giao long bay giật lùi về phía đại hoang. Bờ vai của hắn thủng một lỗ to là vết thương để lại do bị sừng trâu đâm trúng. Nhưng vết thương bị cơ bắp chặn lại, tinh thần lực chắn kín mạch máu, không để cho máu chảy ra ngoài. Sư tỷ đừng hiểu lầm, vừa rồi những lời ta nói với con Ngưu Yêu kia chỉ là để mê hoặc nó thôi. Trung Nhạc dường như không cảm nhận được cơn đau từ bờ vai, mà mỉm cười đầy ôn hòa và giải thích cho nàng. Quân Tư Tà tỉnh táo lại, nàng cảm thấy thương thế không chuyển biến xấu, mà độc tố trong cơ thể cũng đã ít đi, bèn lặng lẽ kiểm tra thân thể, rồi thở phào một hơi. Trung Nhạc không lợi dụng lúc khó khăn mà xâm hại nàng. Lúc ấy có thể là vì để lừa con trâu kia, thế nhưng cũng có khi thật sự muốn thải bổ nguyên âm của ta. Con trâu được kia muốn đoạt thân thể ta, còn hắn thì cướp lấy trái tim của ta. Nghĩ tới đây, mặt quân Tư Tà ửng đỏ, nàng cúi xuống, vành tai cũng đỏ bừng lên. Rồi một lúc sau, tiếng ùng ục bỗng dưng vang lên. Trung Nhạc thì kinh ngạc, còn quân Tư Tà thì ngại ngùng vô cùng.
chẳng còn chút dáng vẻ nào của vị đại sư tỷ sát phạt quyết đoán nữa. Nàng cúi đầu nói: Ta đói, không phải ta cố ý đói đâu. Nếu có linh nguyên đan với vũ linh đan bổ sung cho thể năng, ta sẽ không đói tới mức bụng kêu ầm ầm như thế này. Trung Nhạc giơ tay tung một miếng thịt trâu còn nguyên máu vào trong tay của nàng nói: Mau ăn đi. Quân Tư Tà nhìn mà chán nản: Nó sống mà. Thì ta cắt từ trên người con ngưu yêu kia mà. Trung Nhạc nhìn bóng tối đằng xa, thu tầm mắt lại khẽ nói: Giờ sư tỷ chỉ có thể ăn sống thôi. Ta ngừng lại một lát, hắn hổ thẹn nói: Ta không biết thần thông hệ hóa. Thiếu nữ lục y trợn tròn mắt á khẩu ngồi đó. Thân là luyện khí sĩ, vậy mà thần thông quan tưởng hệ hỏa cũng không có. Chuyện này có nói ra thì ai tin đây? Trung Nhạc vội vàng giải thích: Do tu vi của ta tiến cảnh nhanh quá, khiến ta không kịp tu hành thần thông quan tưởng hệ hóa với hệ thủy. Quân Tư Tà bĩu môi nói: Mặt dày, khoe mẽ mà. Trung Nhạc không để bụng, hắn ngẩng đầu nhìn ở đằng xa, thấp giọng nói: Mà phía sau chúng ta có chó săn với lang yêu đang tới. Nếu nướng chín, thịt sẽ khiến mùi càng đậm, làm cho bọn chúng tìm được chúng ta nhanh hơn. Quân Tư Tả nghe vậy, vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng tối dần bao trùm lấy đại nguyên hoang địa. Trong bóng tối ấy, những ngọn lửa thi thoảng lại lóe lên, mang máng có tiếng chó sủa, tiếng sói chu truyền tới. Đó là những con chó săn và lang yêu với hình thể khổng lồ đang lần theo mùi mà truy đuổi. Nhìn số lượng ngọn lửa kia thì hẳn số lượng không hề ít. Quân Tư Tả cau mày cắn môi, rồi cầm lấy miếng thịt trâu hung hăng cắn lấy. Một lúc sau, Quân Tư Tả cũng ăn xong miếng thịt trâu. Nàng lau máu bên khóe môi nói: Ngươi còn không? Ta cần bổ sung một lượng thể năng lớn. Một miếng thịt trâu dù là thịt của Ngưu Yêu cũng không đủ, phải ăn mấy miếng to, vừa bổ sung thể lực lại khiến thương thế mau lành hơn. Trung Nhạc lại quăng mấy miếng thịt qua, lòng thì kinh ngạc nhìn cô thiếu nữ đang thoải mái ăn thịt trâu sống. Mỗi miếng thịt kia cũng phải nặng mấy cân, mà cô gái Quân Tư Tà này, vị nữ cao thủ duy nhất trong bốn vị cao thủ trẻ của kiếm môn, lại có thể nhịn được vị tanh nồng cứ thế mà ăn. Quân sư tỷ cũng không phải người thường. À đúng rồi, tu vi thực lực của sư tỷ cao như vậy, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Trung Nhạc hỏi. Quân Tư Tà lập tức buồn bã, cắn một miếng thịt trâu thật mạnh, rồi nói với vẻ chua chát: Ta bị mai phục, bị đám Quy Thanh Sơn liên tâm phục kích ta. Nàng cố nuốt thịt xuống, rồi lặng lặng nói: Trong bốn cao thủ kiếm môn có phản đồ tiết lộ vị trí của ta cho yêu tộc, nên ta mới trúng mai phục. Trung Nhạc nghe vậy thì giật mình, thất thanh hỏi: Phong Phương Lôi Quân, bốn cao thủ là tấm gương của các luyện khí sĩ kiếm môn ta, tại sao lại có phản đồ? Mà phản đồ là ai? Quân Tư Tà tiếp tục ăn rồi nói: Ta cũng không biết được, nhưng trong ba người bọn họ tất có một kẻ đã bắn đứng kiếm môn muốn diệt trừ ta. Nếu không, ta há có thể bị phục kích rồi bị thương nặng như vậy được. Ta chết đi, cơ hội trở thành môn chủ kiếm môn của kẻ kia sẽ lớn hơn một phần. Trung Nhạc im lặng, Quân Tư Tà cũng im lặng. Một lúc lâu sau, ăn xong miếng thịt, Quân Tư Tà mỉm cười nói: Trung sư đệ, ta thấy ngươi đã luyện thành linh mà khiến linh hồn nhất thể, nhưng vì nhiều chỗ thiếu sót nên mỗi lần mà đánh đấm đều phải giở trò tiêu sáo để đối với địch. Giao chiến với luyện khí sĩ thì ngươi còn bó tay bó chân, không thể thoải mái mà đánh được. Hẳn là ngươi chưa tìm hiểu rõ về linh, đạt được linh đồ đằng rồi. Trung Nhạc gật đầu nói: Tại tốc độ tu luyện của ta quá nhanh mà. Thôi thôi, đừng có dắt vàng lên mặt mình nữa đi. Quân Tư Tà thì cười nói: Ngươi ưu điểm thì không ít, thế nhưng khuyết điểm duy nhất chính là thích khoe mẽ. Sư tỷ tuy không lớn hơn ngươi là mấy tuổi, nhưng dẫu sao cũng trở thành luyện khí sĩ trước ngươi vài năm. Cái khác không dám nói, chứ kinh nghiệm tu luyện với tâm đắc thì cũng có một hai. Sư đệ có thể tế linh hồn ra để cho ta xem như thế nào được không? Trung Nhạc gật đầu, lập tức khiến đại nhật kim ô bay ra khỏi thức hải. Quân Tư Tả quan sát một lúc rồi nói: Là nhật linh sao? Linh của sư đệ hẳn không phải được lấy từ trong linh không điển của kiếm môn ta rồi. Linh không điển có chứa hàng trăm loại linh, thế nhưng không có cái nào là linh của mặt trời cả, cũng không có nguyệt linh. Chủ yếu là vì mặt trăng và mặt trời cách chúng ta quá xa,
khiến cho việc bồi dưỡng hai loại linh này cho lớn mạnh là điều rất khó khăn. Việc tu luyện cũng rất khó. Luyện khí sĩ của kiếm môn ta mà có được nhật linh thì chỉ có tả tướng sinh thôi. Nhưng tả tướng sinh là có được do cơ duyên, chứ không phải là tu thành luyện khí sĩ ở trong kiếm môn, mà là đột phá khi đang du lịch đạt được linh của mặt trời. Trung Nhạc gật đầu nói: Tả đường chủ lấy được hỏa nha nhật linh, còn ta lấy được kim ô nhật linh. Đại nhật kim ô, hỏa thần trời sinh, hung mãnh vô cùng. Mặt trời cách ta xa như vậy mà ngươi lại có thể lấy được đại nhật kim ô, mà còn là loại linh tinh thuần như vậy, thật là hiếm thấy. Chỉ sợ là nhật diệu linh thể thiên sinh mới có thể sánh được với ngươi thôi. Quân Tư Tả khen ngợi: Hơn nữa ngươi đã hợp nhất linh hồn luyện thành nguyên thần, thực lực hẳn là rất mạnh. So với tên luyện khí sĩ đầu sói kia thì mạnh hơn rất rất nhiều. Căn bản không cần dùng chút méo vặt vãnh để thắng đâu. Người khi quyết đấu với luyện khí sĩ có vẻ bó tay bó chân, hẳn là do không có pháp môn phòng ngự, lòng có lo lắng nên mới chẳng thể phát huy được toàn lực. Thật ra tu luyện tới cảnh giới của ngươi rồi, tác dụng của linh hồn là rất lớn, mà ngươi lại không biết cách vận dụng. Nếu ngươi có thể phát huy được thực lực của linh hồn mình, lúc chiến đấu với luyện khí sĩ sẽ không còn bó tay bó chân như vậy nữa đâu. Trung Nhạc nghiêm mặt đáp: Sư tỷ dạy bảo rất phải. Ngươi dùng tinh thần lực điều khiển kiếm khí sao? Tinh thần lực điều khiển kiếm khí là cách mà đệ tử ngoại môn hay dùng. Còn luyện khí sĩ chân chính thì dùng nguyên thần khống chế tinh thần lực, rồi lấy tinh thần lực điều khiển kiếm khí. Như vậy tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn, kiếm pháp chính xác hơn, biến hóa cũng khó lường hơn. Quân Tư Tả nói tiếp: Tương đương với việc khiến nguyên thần của ngươi chiến đấu thay ngươi. Cho dù là ngươi sử dụng gốc san hô hay hai đạo kiếm khí kia, hoặc là dây đàn của ta, cũng theo như ý của mình. Nghe vậy, Trung Nhạc lập tức nhớ tới lúc tên luyện khí sĩ đầu sói và Nghiêu Yêu khi quyết đấu với mình, vừa ra tay lập tức tế nguyên thần lên để nguyên thần điều khiển hồn binh. Hóa ra là như vậy. Trung Nhạc suy tư một lát, bèn bắt tay làm cho linh hồn đại nhật nguyên thần của mình điều khiển gốc san hô kia. Lập tức gốc san hô bay lên, các đạo kiếm khí bắn ra từ trong đó. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận, chỉ thấy mình như mọc thêm 18 cánh tay nữa, thoải mái sử dụng, chính là cái cảm giác này. Hắn lập tức động tâm niệm, khiến dây đàn bay lên, lại lập tức cảm thấy như mình mọc thêm một cánh tay nữa. Khi long tướng kiếm khí với mộc kiếm khí bay ra, Trung Nhạc chợt thấy như linh hồn của mình có thêm 20 cánh tay nữa vậy, mà việc sử dụng mỗi một cánh tay ấy đều vô cùng như ý. Trước đây khi hắn dùng tư duy của mình điều động những kiếm khí và hồn binh này chiến đấu, rất là tiêu hao tinh lực, còn nay lại thoải mái mà điều khiển. Việc này thật quá tốt rồi. Trung Nhạc tán thưởng một câu. Quân Tư Tả cười nói: Nếu ngươi tu luyện thêm mấy pháp môn phòng ngự nữa thôi sẽ lại càng thần kỳ. Ví dụ như Huyền Vũ Kim Linh Quyết của kiếm môn ta chính là một loại pháp môn phòng ngự. Lấy kim khí luyện làm tấm chắn, vẽ thêm Huyền Vũ đồ đằng lên bên trên, khiến lực phòng ngự rất mạnh. Nếu được nguyên thần khống chế, lực phòng ngự của nó phải nói là nước hắt không lọt. Bản thân ta có biết Huyền Vũ Kim Linh Quyết, tiếc là trong thời gian ngắn ngươi khó mà đạt được chân truyền. Nếu không thì có thể truyền thụ cho ngươi được rồi. Nghe vậy, Trung Nhạc mắt tỏa sáng vội nói: Sư tỷ cứ dạy cho ta đi, còn học được hay không là chuyện của ta. Quân Tư Tà bật cười: Ngươi lại định khoe mẽ cái việc tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh sao? Thôi được rồi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi hai pháp môn này. Bản thân ta muốn xem tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như thế nào, tránh cho ngươi cứ khoe khoang suốt vậy. Muốn tu luyện Huyền Vũ Kim Linh Quyết thì phải tu luyện Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết trước. Luyện xong cái này mới có thể tu luyện Huyền Vũ Kim Linh Quyết được. Chờ ngươi học xong Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết rồi cũng phải mất mấy tháng sau. Đến lúc đó xem ngươi còn bốc phét như thế nào. Quân Tư Tà học được rất nhiều. Huyền Vũ Kim Linh Quyết và Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết chỉ là hai thần thông bình thường trong số đó. Nàng ta là linh thể trời sinh, tư chất hơn xa người thường, nên đạt được chân truyền cho cả hai môn công pháp này. Lúc này tinh thần lực của nàng đã hồi phục được một chút. Nàng lập tức dùng nó biểu diễn Huyền Vũ đồ đằng cho Trung Nhạc xem. Đầu tiên là giảng giải sự ảo diệu của Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết, nói rõ con đường biến hóa của đồ đằng văn, rồi truyền thụ toàn bộ chân truyền mình đạt được cho Trung Nhạc. Huyền Vũ Quan Tưởng Quyết phức tạp hơn Giao Long Nhũ Thể Quyết và Bôn Lôi Kiếm Quyết rất nhiều. Nó chia làm hai loại
là huyền quy đồ đằng và đằng xa đồ đằng. Kết hợp hai loại đồ đằng này lại mới tạo thành huyền vũ đồ đằng văn. Mà trong đó huyền quy đồ đằng có 24 đạo tạo nên hình thái long quy. Đằng xa đồ đằng có 22 đạo tạo nên hình thái phi xà. Tổng cộng có 46 đạo đồ đằng văn. Quân Tư Tà giảng giải, Trung Nhạc vừa nghe vừa học. Hơn một canh giờ sau, Quân Tư Tà giảng xong về 24 đạo đồ đằng văn của huyền quy đồ đằng, cảm thấy khá mệt. Dẫu sao, nàng cũng là người đang bị thương, mà thương thế lại khá nặng, nên vừa giảng xong, lập tức liền ngủ say. Tới đêm khuya, Quân Tư Tà mới tỉnh lại thầm nghĩ. Từ khi tu thành luyện khí sĩ tới nay, đây là lần đầu tiên ta suy yếu như vậy. Nàng mở mắt ra, liền thấy bên người Trung Nhạc là một con long quy với bộ mặt hung ác to hơn một trượng, mà Trung Nhạc đang tế san hô, dùng 18 đạo kiếm khí không ngừng đánh vào mai rùa. Những tiếng cong cong vang lên, tia lửa bắn bốn phía mà lại chẳng thể đánh vỡ được mai rùa. Quân Tư Tả kinh hãi, vội dụi mắt rồi nhìn kỹ lại. Trong bóng đêm, con long quy kia trông thật sống động, không nhìn ra dấu vết hình thái do tinh thần lực quan tưởng tạo nên, dường như đó thật sự là một con long quy vậy. Hiển nhiên Trung Nhạc đã đạt được chân truyền của huyền quy đồ đằng, lĩnh ngộ hoàn toàn 24 đạo đồ đằng, nên mới có thể dùng tinh thần lực diễn biến ra máu thịt, gân cốt, lục phủ ngũ tạng của long quy. Thậm chí, hắn còn quan tưởng ra cả máu chảy, tim đập, làm cho con long quy này có được lực phòng ngự đáng sợ. Chẳng lẽ ta đã ngủ mấy ngày mấy đêm rồi sao? Quân Tư Tà sợ run thầm nói. Chắc chắn là như vậy rồi, ta bị thương quá nặng, hôn mê mấy ngày đêm, nên hắn mới có thể học xong 24 đạo đồ đằng của huyền quy được. Đói quá rồi, quả nhiên là vì ngủ quá lâu. Trung Nhạc ném mấy miếng thịt trâu sống qua, Quân Tư Tà bất chấp hình tượng thục nữ, cũng bất chấp luôn hình tượng đại sư tỷ kiếm môn, ăn ngon lành mấy miếng thịt trâu sống kia. Ăn xong, nàng ngợ một cái rồi nói. Huyền quy và đằng xà vốn là một, học được huyền quy đồ đằng, rồi học đằng xà đồ đằng, sau đó kết hợp lại thì đó chính là huyền vũ quan tưởng quyết rồi. Giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi đồ đằng xà, ngươi hãy nhìn cho kỹ đi. Qua canh hai, trời tờ mờ sáng, Trung Nhạc đã học xong đằng xà đồ đằng, bắt đầu sử dụng tinh thần lực diễn luyện, hóa thành một con phi xà có cánh bay, bay tới bay lui trên bầu trời. Tới khi trời sáng hẳn, Quân Tư Tà không biết phải nói gì mà nhìn con phi xà dài tới mấy trượng. Có thể nhanh chóng nắm giữ được chân truyền của đằng xà 22 đồ đằng văn, kẻ này thật sự là người hay sao? Thật sự không phải long tộc biến thái hay sao? Năng lực học tập cùng năng lực nắm giữ biến thái của Trung Nhạc đã hoàn toàn vượt xa suy nghĩ của nàng, mà năng lực lĩnh ngộ cũng mạnh tới đáng sợ. Có thể nhớ kỹ được 46 đạo đồ đằng văn trong thời gian ngắn, mà lại còn lĩnh ngộ được ý nghĩa ảo diệu, đạt được chân truyền, thật khủng khiếp. Hắn nói tốc độ tu luyện quá nhanh, cũng không phải là bốc phét rồi. Sắc mặt Quân Tư Tà trở nên hồng, nàng tầm nghĩ. Hôm qua ta nói khuyết điểm duy nhất của hắn chính là thích bốc phét, thì ra không phải, mà hóa ra câu kia của ta chính là khen hắn không có khuyết điểm gì. À đâu, khuyết điểm của hắn ta chính là tự cao tự đại. Nàng lại không biết rằng, tuy huyền vũ quan tưởng quyết là pháp môn cũng không tệ, có chứa 40-50 loại đồ đằng văn, nhưng với Trung Nhạc mà nói thì loại pháp môn này vẫn quá đơn giản, thua xa sự phức tạp của Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ rất rất nhiều, thậm chí còn kém cả Tự Tại Đại Kiếm Khí. Trung Nhạc từng tìm hiểu kiếm văn của Tự Tại Đại Kiếm Khí, đó mới là khó, làm hắn mất hẳn 10 ngày mới lĩnh ngộ được. Mà Tự Tại Đại Kiếm Khí so với Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ mà Tân Hỏa truyền thụ cho hắn thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Có tọa hoàng quan tưởng đồ tu luyện, việc Trung Nhạc lĩnh ngộ huyền vũ quan tưởng quyết quả thật tầm thường như việc ăn cơm uống nước vậy, không có chút cảm giác khó khăn nào. Cho dù là về cấu tạo của đồ đằng văn, lý niệm có chất chứa bên trong, hay về sự ảo diệu của công pháp, huyền vũ quan tưởng quyết đều thua kém Tự Tại Đại Kiếm Khí rất nhiều. Nhưng tác dụng chủ yếu của công pháp này là phòng ngự, nên lực phòng ngự không thấp. Trong đó, huyền quy đồ đằng thiên về phòng ngự, còn đằng xa đồ đằng chủ yếu phân tán sức mạnh tấn công tới, tản đi sức mạnh của đối phương. Không lâu sau, hắn đã hoàn toàn nắm bắt được huyền vũ quan tưởng quyết, kết hợp huyền quy và đằng xà tạo nên huyền vũ. Hắn lập tức hỏi. Sư tỷ, giờ có thể truyền thụ cho ta huyền vũ kim linh quyết được không? Huyền vũ kim linh quyết thì khó hơn.
Khâu khó nhất không phải là quan tưởng đồ đằng, mà là tinh luyện kim khí. Mà muốn luyện ra kim khí thì cần kim nguyên đan. Nói tới đây, giọng Quân Tư Tà nhỏ dần. Tu luyện huyền vũ kim linh quyết với kẻ khác có lẽ là cực kỳ khó. Bởi vì muốn tu luyện thì phải có kim nguyên đan, mà giá của thứ đan dược này lại vô cùng đắt đỏ. Muốn luyện thành huyền vũ kim linh quyết không chỉ cần tư chất cao, còn phải giàu. Nhưng khâu khó khăn nhất ấy với Trung Nhạc lại là chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Một lúc sau, thiếu nữ mới miễn cưỡng nói: nhưng nếu ngươi có thể tinh luyện ra kim khí thì không cần kim nguyên đan nữa rồi. Vấn đề duy nhất hiện giờ đó là tu luyện thuẫn văn. Luyện kim khí thành tấm thuẫn, sau đó trên bề mặt quan tưởng huyền vũ đồ đằng. Ta truyền thụ cho ngươi tâm pháp, rồi sẽ giảng giải huyền cơ sau. Nửa canh giờ sau, Quân Tư Tà nói xong hết về huyền cơ của huyền vũ kim linh quyết. Trung Nhạc nhắm mắt ngưng thần. Một lúc sau, trước mặt hắn xuất hiện kim khí, rồi hóa thành một tấm chắn nhỏ vuông chừng một thước. Trên tấm thuẫn này dần xuất hiện từng đạo đồ đằng văn, càng lúc càng rõ. Qua không lâu sau, trên bề mặt tấm thuẫn xuất hiện long quy và đằng xà. Đằng xà quấn quanh người long quy, cả hai con trông rất sống động. Đầu rồng của long quy thỏ ra ngoài mặt tấm thuẫn, tạo nên hình dáng như đang gầm lên, mà đằng xà quấn quanh người nó thì đang từ từ trườn quanh đó. Tốc độ tu luyện huyền vũ kim linh quyết của hắn lại còn nhanh hơn nữa sao? Quân Tư Tà lúc này bị đả kích tinh thần nặng nề, cả người như trái cả tím bị xương đánh. Trung Nhạc thế vậy bèn ân cần hỏi han: sư tỷ lại đói rồi sao? Ngươi đừng quan tâm tới ta, mà khoan, ta đúng là đang đói đấy, còn thịt không? Trung Nhạc lại đưa cho nàng mấy miếng thịt nữa, lòng kinh ngạc. Quân sư tỷ trông xinh xắn nhỏ bé là vậy, mà sức ăn lớn thật. Mấy bà thím trong dân thị ta đã từng nói, con gái mà ăn khỏe sau này lớn lên có thể làm lũng, còn có thể sinh con. Tinh tang, những tiếng thanh thúy vang lên. Trung Nhạc sử dụng gốc san hô, khiến từng đạo kiếm quang bay ra từ trong cây san hô, chém tới tấm huyền vũ kim linh thuẫn này. Một lúc lâu sau, hắn cẩn thận đánh giá, thấy tấm chắn này không bị thủng chỗ nào, lòng không khỏi vui vẻ. Không biết mộc kiếm khí và long tướng kiếm khí có thể phá vỡ được tấm thuẫn huyền vũ kim linh thuẫn này hay không? Mộc kiếm khí lập tức bay ra, chém lên bề mặt kim linh thuẫn. Tấm lá chắn này rung và phát ra những tiếng bong bong. Những dấu vết do kiếm khí chém xuất hiện trên mặt tấm chắn, rồi lập tức biến mất vì được tinh thần lực của hắn bổ sung toàn bộ. Trung Nhạc lại sử dụng long tướng kiếm khí, xoẹt một tiếng. Long tướng kiếm khí lại có thể đâm rách được huyền vũ kim linh thuẫn, nhưng sau đó tốc độ của nó càng lúc càng chậm, cuối cùng chẳng thể đâm tiếp được. Trung Nhạc thu hồi long tướng kiếm khí, lúc này vết kiếm trên mặt lá chắn kia đã từ từ bình phục trở lại như lúc ban đầu. Pháp môn phòng ngự mà quân sư tỷ dạy cho ta quả thật không tệ. Trung Nhạc yên tâm thầm nghĩ, long tướng kiếm khí của ta có thể so với hồn binh của luyện khí sĩ đầu sói kia. Y với ta đều là luyện khí sĩ thoát thai cánh, mà hồn binh của y không thể phá được huyền vũ kim linh thuẫn của ta. Như vậy, những luyện khí sĩ thoát thai cảnh khác cũng đừng mơ tưởng mà phá được. Mặc dù có phương pháp phòng ngự, Trung Nhạc vẫn không dám chế nải chút nào. Hắn lập tức lấy một chiếc cương xoa nhỏ ra, tiếp tục hấp thu kim khí trong đó. Nay ta chỉ luyện ra được có một tấm huyền vũ kim linh thuẫn thôi. Nếu đối mặt với đối thủ bình thường thì còn được, còn nếu đối chiến với kẻ có thể sử dụng càng lúc càng nhiều hồn binh thì một tấm là hoàn toàn không đủ. Ta phải mau mau chóng chóng hấp thu thêm kim khí để còn luyện ra thêm vài tấm nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, tính toán lộ trình trở về đại hoang, thầm nghĩ: với tốc độ này phải 2 ngày nữa mới có thể trở về đại hoang được. Nhưng nếu ta mang quân sư tỷ dốc hết sức mà đi thì chỉ mất khoảng nửa ngày. Chỉ là nếu phía trước có yêu tộc chặn đường, ta sẽ bị lộ thân phận mất thôi. Nếu thời gian trì hoãn càng dài, nguy hiểm sẽ lại càng lớn. Mà đi nhanh lại khiến yêu tộc hoài nghi, tất sẽ dẫn đến chủ lực của yêu tộc tới đây. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Trung Nhạc lựa chọn con đường ít nguy hiểm hơn, rồi sau đó từ từ lùi dần về đại hoang. Tiêu hao đi hơn chục cái tiểu cương xoa, Trung Nhạc đã luyện ra được tấm kim linh thuẫn thứ hai. Mà lúc này hắn cảm ứng được một luồng yêu khí đang nhanh chóng tới gần. Giao Long khẽ chấn động rồi dừng lại. Quân Tư Tà ngạc nhiên vội hỏi: yêu tộc lại đuổi tới đây nữa sao? Trung Nhạc gật đầu,
mai phục dây đàn đi, lại thả long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí ra. Một cái hóa thành một con long tướng đứng dưới một gốc cổ thụ, cái kia thì biến thành một cây cỏ bình thường ven đường. Mà nguyên thần của hắn thì lặng lẽ kết nối với những kiếm khí này, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Những tiếng chó sủa, sói tru không ngừng truyền tới. Trung Nhạc híp mắt nhìn, chỉ thấy chó săn và lăng yêu có lớn có nhỏ đang chạy tới đây. Mà trong bầy linh cẩu và sói này có một nam tử trung niên với dáng người thấp bé đang ngồi trên lưng một con sói cường tráng nhất. Quân Tư Tà biến sắc mặt, vội nhỏ giọng nói: "Không xong rồi, là Bái Thạch Tùng. Trung sư đệ, tên luyện khí sĩ yêu tộc này có tâm cơ rất lợi hại, cũng là một trong những kẻ vây công ta." Tên nam tử trung niên và đám linh cẩu lang yêu kia càng lúc càng tiếp cận gần chỗ Trung Nhạc. Tới cách chỗ hắn chừng trăm trượng, chúng dừng lại. Thân hình rung rung hóa thành một đám yêu quái, đầu cẩu thân người với đầu sói thân người, cung kính đứng ở nơi đó. Những đám linh cẩu với yêu lang không phải luyện khí sĩ, mà là đạt tới mức gần với luyện khí sĩ. Hơn 10 con linh cẩu và lang yêu tập trung tại chỗ, tạo nên một thế lực không thể khinh thường. Tên đầu sói bước lên, dù hóa thành mình người đầu sói thì cơ thể của gã vẫn vô cùng khổng lồ, phải cao tới hơn 12 trượng, to hệt như một ngọn núi nhỏ. Nam trung niên có tên Bái Thạch Tùng kia đứng trên đầu sói, nhìn Trung Nhạc và mỉm cười nói: "Vị sư đệ này lại bắt được Quân Tư Tà của kiếm môn, khiến bái mỗ vô cùng khâm phục. Sư đệ đang định quay về Cô Hà Thành ư? Để ta hộ tống sư đệ." Lại nói lúc bấy giờ, nam tử trung niên có tên Bái Thạch Tùng kia đứng trên đầu sói, nhìn Trung Nhạc và mỉm cười nói: "Vị sư đệ này lại bắt được Quân Tư Tà của kiếm môn, khiến bái mỗ vô cùng khâm phục. Sư đệ đang định quay về Cô Hà Thành sao? Để ta hộ tống sư đệ vậy." Ồ, tên Bái Thạch Tùng và đám lăng yêu linh cấu dưới trướng của y lại hoàn toàn đứng hai bên, nơi mà ta giấu dây đàn, không đứng ở bên trên. Trung Nhạc lòng kinh hãi, bèn lặng lẽ điều khiển dây đàn lướt xuống dưới đám lăng yêu thuộc hạ của Bái Thạch Tùng. Mà đúng lúc này, tên thuộc hạ kia như vô tình dịch chuyển hai bước, hoàn toàn né được dây đàn. Chẳng lẽ lại bị phát hiện rồi sao? Trung Nhạc nhíu mày. Tên Bái Thạch Tùng này không giống với đám luyện khí sĩ yêu tộc khác, vừa tới liền lao lên kêu giết chóc đòi cướp Quân Tư Tà, mà ngược lại tỏ ra quan tâm với hắn, hẳn là một kẻ khó chơi. Bái Thạch Tùng thấy Trung Nhạc do dự, vội cười nói: "Sư đệ hãy yên tâm, tuy Quân Tư Tà có giá trị rất lớn, nhưng ta là luyện khí sĩ nổi danh ở Cô Hà Thành đã lâu, chưa tới mức phải vì tiền tài mà ra tay với sư đệ đâu. Quân Tư Tà giết đi mấy vị cường giả của yêu tộc ta, suýt chút nữa thì khiến hai vị đào chú mất mạng trong tay của á, có uy hiếp quá lớn với yêu tộc ta. Ta đặt lợi ích của yêu tộc lên hàng đầu, là thật sự muốn giúp sư đệ hộ tống sư đệ về Cô Hà Thành, chính là vì muốn nhìn thấy cảnh ả đàn bà này phải đền tội." Trung Nhạc im lặng rồi đột nhiên cười nói: "Ta xin nhận ý tốt của Bái sư huynh, thế nhưng..." Bái Thạch Tùng chớp mắt nói: "Sư đệ vẫn chưa yên tâm sao? Lòng trung thành của ta với yêu tộc Nhật Nguyệt có thể chứng giám, đảm bảo sẽ không vì tiền tài, vì sắc đẹp mà ra tay với sư đệ đâu. Có ta bên cạnh sư đệ, đám luyện ký sĩ yêu tộc khác tất nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Bái sư huynh biết có luyện khí sĩ khác từng ra tay với ta sao?" Nụ cười trên khuôn mặt của Bái Thạch Tùng cứng ngắc lại. Trung Nhạc nói tiếp: "Như vậy chắc là Bái sư huynh nhìn thấy thi thể của bọn chúng rồi phải không? Không biết là thi thể của trâu hay là của sói đây?" Bái Thạch Tùng kia cười khà khà nói: "Bọn họ thấy sư đệ bắt được Quân Tư Tà, định cướp Quân Tư Tà để mà tranh công. Sư đệ giết chúng không có gì đáng trách cả. Ta cũng không hề có ý gì, ta thật sự chân thành mà." Xoẹt một tiếng, dây đàn như kiếm phong phóng lên từ dưới đất, như một tia chớp bắn tới phía Bái Thạch Tùng và đám lang yêu kia. Lại đúng vào lúc này, yêu vân tràn ngập, tất cả linh cẩu với lang yêu lập tức phóng tinh thần lực, lưng mọc cánh bay lên trên không, đúng lúc thoát được công kích của dây đàn. Bái Thạch Tùng vẫn đứng ở trên đỉnh đầu của lang yêu, cả người to ngang cả đầu sói. Hắn cười nói: "Vẫn để ngươi phát hiện được rồi, nhóc con, đa nghi sẽ chết sớm thôi. Ngươi phát hiện như thế nào vậy?" "Bản thân ta đi lái vẫn luôn sử dụng dao long,
chân không chạm đất nên không để lại mùi gì, nhưng ta lại nhất thời bất cẩn để lại sơ hở. Trung Nhạc đứng trên song long điều khiển dây đàn quay lại, bay vòng quanh xung quanh người, nói tiếp: lẽ ra ta nên xử lý sạch sẽ mấy thi thể kia mới phải, nhưng bái sư huynh mang theo nhiều linh cấu và lang yêu với cái mũi tinh như vậy, cho dù có chôn thi thể bọn chúng dưới lớp đất sâu hàng trăm mét thôi thì cũng chả gạt được ngươi. Ngươi tìm thấy những thi thể kia, từ vị trí của thi thể có thể biết ta không thực sự quay trở lại Cô Hà Thành mà lang đi tới đại hoang của nhân tộc, nên ngươi biết ta là luyện khí sĩ nhân tộc ư? Thì ra là vậy. Đám linh cẩu và lang yêu đều thu đôi cánh lại, thả người nhảy xuống đất, chỉ còn lại mình Bái Thạch Tùng đứng giữa không trung. Y cười nói: ta quả thực có nghe nói rằng có long tộc tới Cô Hà Thành. Ta còn đang suy nghĩ rằng yêu tộc ta đúng là hưng thịnh, nên cả long tộc cũng phải tới phò tá. Nhưng khi gặp sư đệ rồi, trái tim ta lại băng giá. Rốt cuộc sư đệ đã làm như thế nào để biến thành long tộc vậy, thậm chí còn giấu được cả vài quản sự như vậy? Trung Nhạc không trả lời, chỉ nói: người phát hiện bộ mặt thật của ta, lại tương kế tiệu kế định dẫn ta về Cô Hà Thành, mà thật ra không cần phải tới Cô Hà Thành, chỉ cần gặp được luyện khí sĩ yêu tộc khác thôi là ngươi sẽ vạch trần bộ mặt thật của ta, rồi tập hợp đám luyện khí sĩ kia mà bắt giữ ta. Bái Thạch Tùng thở dài: ban đầu ta vốn định không cần tự mình ra tay là có thể lập được chiến công lớn này, giờ xem ra ngươi không hề ngu dốt như vậy, nên ta đành phải tự mình động thủ thôi. Trung Nhạc gật đầu: thân phận ta đã bị bại lộ, tất nhiên không thể để cho ngươi sống sót trở về được. Nếu ta bại lộ thân phận với Cô Hà Thành, vậy mấy vạn nhân tộc trong lãnh địa của ta sẽ phải chết đi. Điều khiến ta tò mò là làm sao ngươi biết được ta giấu dây đàn dưới mặt đất vậy? Bái Thạch Tùng cười ha ha, đứng giữa không trung nhìn xuống Trung Nhạc nói: ta nghiên cứu thi thể Ngưu Kim, Lang Khiếu Lâm và Xài Đa, quan sát dấu vết, liền phát hiện người có hồn binh nào tu luyện kiếm khí gì cũng tiện cho việc phòng bị. Người lúc giết Ngưu Kim thì có chôn một sợi tơ kiếm ở dưới mặt đất, hẳn là dây đàn của quân tư ta. Vừa rồi ta nhìn thấy cây đàn bị buộc trên lưng của con sao long kia, thấy trên mặt đàn không có dây, liền chứng tỏ suy đoán của mình. Nếu ta biết ngươi có bảo vật này, sao có thể chúng mai phục được đây? Dây đàn tuy nhỏ, thế nhưng chỉ cần cẩn thận cảm ứng thôi là có thể phát hiện được vị trí rồi. Tinh tinh tang, những tiếng giòn vang chuyển tới, lang yêu và linh cẩu đều thò vuốt ra sau lưng móc ra yêu binh, là những chảm mã đao dài tới vài trượng. Đôi cánh sau lưng chúng đều do tinh thần lực biến thành, cả đám thân cao mấy trượng với cơ bắp dữ tợn, cầm chảm mã đao sáng choang, làm cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Người ám toán Lang Khiếu Lâm là dùng một đạo kiếm khí mang theo long uy, trên mặt đất còn có cả dấu vết thần nha để lại, hẳn là do người chủ động giao thần nha ra, mà trong thần nha có dấu đạo kiếm khí kia. Lang Khiếu Lâm cầm thần nha liền bị kiếm khí trong đó ám toán phải không? Bái Thạch Tùng tiếp tục nói: người còn có một đạo kiếm khí giỏi về độn địa, hẳn là mộc kiếm khí rồi. Lúc giết Xảy Đa, đạo kiếm khí này chui ra từ trong đất, cắt Xảy Đa thành nhiều mảnh. Ngưu Kim cũng bị mộc kiếm khí đả thương. Gốc cây nhỏ trên mặt đất này hẳn là mộc kiếm khí của ngươi rồi. Còn nữa, ngươi giết Chuẩn Kiêu trở thành lĩnh chủ của Cô Hà Thành, hẳn là hồn binh san hô của Chuẩn Kiêu cũng rơi vào trong tay của ngươi. Trung Nhạc sầm mặt xuống, long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí đều bay lên lơ lửng giữa không trung. Hắn hất tay, một gốc san hô chui ra từ trong ống tay áo xuất hiện trong tay hắn. Bái Thạch Tùng mỉm cười, sau lưng y đột nhiên hiện ra linh hồn của y là một nguyên thần đầu sói thân người cao tới hơn 20 trượng. Hắn tiếp tục nói: người lúc tới Cô Hà Thành thì còn chưa phải luyện khí sĩ, ta thấy người giết mấy người kia tuy phần lớn là do đánh lén, thế nhưng trận chiến với Ngưu Kim lại khá là ác liệt. Cơ mà người thắng được, giết được Ngưu Kim, nên hẳn là ngươi đã tu thành luyện khí sĩ rồi. Quân Tư Tà vẫn một mực im lặng, nghe tới đây thì lòng căng thẳng. Bái Thạch Tùng này sao lại hiểu Trung Sư Đệ như vậy? Không biết đi có nhìn ra rằng thủ đoạn bản lĩnh mà Trung Sư Đệ có được không có nhiều, có sơ hở rất lớn hay không đấy? Nàng ta ở cùng Trung Nhạc đã vài ngày, nhìn ra rằng Trung Nhạc không tu luyện theo hệ thống, nên có khiếm khuyết rất lớn. Ngoài phòng ngự,
Trung Nhạc còn không tinh thông thuật phi hành, mà thủ đoạn công kích chỉ có một hai. Gặp phải kẻ như trâu hay sói kia thì còn tạm, nhưng nếu gặp phải cao thủ là có thể dễ dàng bắt được sơ hở của hắn, đẩy hắn vào chỗ chết. Bái Thạch Tùng phất tay, chỉ thấy đám lăng yêu với linh cẩu yêu kia vọt tới, nhảy vào trong cơ thể của bái thần kia. Trong khoảnh khắc, thân thể bái thần kia liền được đám linh cẩu và lăng yêu nhét đầy, còn bái Thạch Tùng lại lùi ra sau, hợp với đầu bái thần, đôi châm dẫn lên đầu sói, cười nói: "Đây là chiến đấu chi thân của ta, ta chưa luyện thành linh thể hợp nhất nên đã phải dùng mẹo này để đám lăng yêu cẩu yêu thuộc hạ của ta tạo nên thân hình bái thần, còn ta làm đầu óc của bọn chúng, chỉ huy chúng chiến đấu." Trung Nhạc mặt ngưng trọng nhìn con quái vật to lớn trước mặt mình có phần thất thần. Nguyên thần của bái thần là linh hồn của bái Thạch Tùng, mà đám lăng yêu và cẩu yêu chính là thân thể của y. Bái thần này cho dù là tay, chân, bụng hay là lưng thì đều có tay cả, mà trên những cánh tay ấy là hồn binh chả mã đao dài tới vài trượng. Nguyên thần bái thần khiến sức mạnh của đám lăng yêu, cẩu yêu và tu vi hội tụ lại một chỗ, biến thành một cỗ máy chiến đấu toàn thân là đao kiếm. Bái Thạch Tùng cất bước, mặt đất chấn động, từ khoảng cách trăm trượng vọt tới cách Trung Nhạc chừng 10 trượng. Y vung tay lên chém xuống, ánh đao lấp lóe vô cùng kinh người. Giao long dưới chân Trung Nhạc nhanh chóng dịch chuyển, né những ánh đao kia, mà đúng lúc này những tiếng xẹt xẹt vang lên. Ngay khi hắn né tránh ánh đao bổ xuống thì bái Thạch Tùng nhấc chân lên, đám lăng yêu cẩu yêu tạo nên chân trái của y vung đao chém xuống, hai con giao long bị chém thành 10 đạo. Quân Tư Tả thét lên, thân bất do kỷ bay lên, lại có mấy chục ánh đao chém tới phía nàng. "Mạng ta xong rồi." Nàng vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên một con giao long phi tới, nhanh như tia chớp đỡ nàng ta né được ánh đao. Cùng lúc đó, Trung Nhạc tay giơ san hô phóng 18 đạo kiếm khí ra nghênh đón ánh đao. Đại Nhật Kim Mô trong mi tâm tọa chấn, điều khiển 18 đạo kiếm khí chém tới bái Thạch Tùng. Những tiếng soạt soạt vang lên, quanh thân của bái thần nguyên thần kia xuất hiện những tấm chắn. 18 đạo kiếm khí bay múa trái phải trên dưới của nguyên thần bái thần, mà những tấm chắn kia cũng bao phủ lấy nguyên thần, đón đỡ những đạo kiếm khí. Bái Thạch Tùng cười ha ha, cất bước đi tới, ánh đao cuồn cuộn như dòng nước lũ ùa tới. Trung Nhạc giơ tay, long tướng kiếm khí rơi vào trong tay của hắn, rồi doạt thẳng tắp, kiếm quang lập lòe, đối chọi với những ánh đao kia. Những luồng sức mạnh rất lớn từ trong ánh đao chuyển tới, Trung Nhạc kêu lên, cơ thể bị chấn cho văng ngược ra. Mà trong lúc đó, hơn 10 ánh đao đồng thời bổ tới phía hắn. Lại đúng lúc này, dưới chân Trung Nhạc tự động sinh ra một con giao long chống đỡ thân thể cho hắn, đánh tan lực bay ngược. Giao long hoạt động giữa không trung, né tránh từng đạo ánh đao. "Khi chiến đấu với Ngưu Kim, ngươi đã bị thương, chứng tỏ lực phòng ngự của ngươi không đủ. Khi chiến đấu với Sải Đa, phải dựa vào mộc kiếm khí, chứng tỏ ngươi không thể tranh chấp chính diện với Sải Đa được, chỉ có thể dựa vào đánh lén mà thôi. Dựa vào những điều này, ta có thể đoán được việc tu hành của ngươi có khiếm khuyết rất lớn." Bái Thạch Tùng giơ chân lên đá tới, đám linh cẩu lang yêu trên chân y lập tức vung đao lên chém. Con giao long mà Trung Nhạc vừa quan tưởng lập tức bị chém nát, thân thể cũng rơi xuống. Bái Thạch Tùng cười ha ha: "Ngươi không biết phi hành, cũng không có thủ đoạn phòng ngự, mà thủ đoạn công kích chỉ có một, chỉ có thể dựa vào sợi dây đàn, kiếm khí và gốc san hô kia. Mà dựa theo những dấu vết lộn xộn trên chiến trường, có thể thấy được những công kích này của ngươi không biết phối hợp, thần pháp cũng kém cỏi. Chiến đấu chính diện với ta, ngươi chỉ có chết thôi." Quân Tư Tà được con giao long khác do Trung Nhạc quan tưởng ra trở đi xa khỏi chiến trường, nghe vậy lòng trầm xuống. Bái Thạch Tùng này có con mắt tinh tường, hiểu rõ những khiếm khuyết mà Trung Nhạc đang mắc phải. Tu vi thực lực của Bái Thạch Tùng không mạnh, thế nhưng tâm cơ quá nhiều, lại có nhiều linh cấu với lang yêu như vậy, không biết Trung Su Đế có chống đỡ được không đấy. Nàng thấp thỏm bất an: "Ta truyền thụ cho hắn phương pháp dùng nguyên thần khống chế và huyền vũ kim linh quyết, bổ sung thiếu sót cho hắn, thế nhưng dù sao thời gian tu luyện của hắn cũng quá ngắn đi." Ở phía trên đại nguyên hoang địa, một con quái vật đầu sói thân người cao tới hơn 20 trượng đang hoành hành. Vô số ánh đao bay múa trên cao, dưới thấp, hoặc bổ, hoặc quét, hoặc chém với tốc độ cực nhanh.
lại thấy con quái vật ấy bước đi cực nhanh, bàn chân đạp xuống khiến mặt đất rầm rầm rung chuyển, ánh đao di chuyển theo bóng người nhỏ bé ở trước mặt. Mà ở phía trước, một con giao long lưng chở một thiếu nữ lục y vội vã bay đi, né tránh chiến trường nơi con quái vật và thiếu niên kia đang chiến đấu, khiến cho thiếu nữ được an toàn. Trong khoảng thời gian ngắn này, Trung Nhạc liên tục bị đẩy vào hiểm cảnh. Kiểu chiến đấu như bãi thạch tùng là kiểu mà hắn chưa từng gặp phải, bá đạo, quỷ dị mà sức mạnh lại rất to lớn. Linh hồn của y, nguyên thần bái thần kia đã thống nhất tất cả tu vi, sức mạnh của đám linh cẩu yêu và lang yêu lại làm một. Bởi vậy, sức mạnh của mỗi một thanh đao kia đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Chống đỡ một đao cũng khiến toàn thân hắn chấn động tới tê dại. Hắn vốn mạnh như vậy mà lại bị ép rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được nếu bị chém trúng thì chắc chắn sẽ bị chém đôi người. Còn bái thạch tùng lại làm đầu óc cho cái thân thể chiến đấu khổng lồ kia, phụ trách việc phòng ngự, quan tưởng ra những tấm chắn bay múa chắn đỡ công kích của 18 đạo kiếm khí của hắn, phải nói là kín không kẽ hở. Có thể nói tên luyện khí sĩ yêu tộc bái thạch tùng này là một kẻ đáng sợ nhất, tâm tư kín đáo nhất trong số những luyện khí sĩ yêu tộc mà hắn từng đối mặt. Lực phòng ngự kinh người, thế công biêu hãn làm cho hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Đi! Mọc kiếm khí bay lên, dây đàn cũng từ từ bay lên, được nguyên thần đại nhật kim ô của Trung Nhạc điều khiển, bay tới bay lui trong không trung như tia chớp vậy. Hắn giống như mọc thêm 20 cánh tay, lập tức điều khiển kiếm khí đâm tới phía bái thạch tùng. Nhất là dây đàn lại vô cùng sắc bén, là hồn binh được quân tư tà chui rèn, há là thứ mà hồn binh trong tay đám lang yêu và linh cẩu có thể đối phó được. Một tiếng cong vang lên, một thanh chả mã đao đụng phải dây đàn lập tức gãy đôi. Dây đàn được nguyên thần đại nhật kim ô của hắn điều khiển trở nên thẳng tắp, đâm thẳng tới bái thạch tùng trên đầu của nguyên thần bái thần. Từng chiếc chả mã đao chém xuống, vừa đụng tới dây đàn, sức mạnh hung mãnh trong những thanh chả mã đao ấy lập tức liền biến mất mà biến thành nhu lực nhẹ nhàng nhấc lên. Hơn 10 chiếc chả mã đao lại có thể vén được dây đàn lên. Quân tư tà chính là một trong tứ đại cao thủ của kiếm môn. Tờ kiếm mà ả luyện chế ra quả thực hơn xa các hồn binh khác, nhưng ta há có thể không phòng bị được đấy. Bái Thạch Tùng cất bước đánh tới, hắn cười nói: Phục kích quân tư tà, đánh cho con nhóc này bị trọng thương cũng có một phần công sức của ta cơ mà. Trung Nhạc lòng trầm xuống, lực chiến đấu của bái thần mạnh như thế, không ngờ lại có thể thi triển ra nhu lực tinh diệu như vậy. Bái Thạch Tùng vận dụng sức mạnh cực kỳ tinh chuẩn, không phải chỉ dựa vào dùng sức mạnh đàn áp kẻ khác như vậy. Hắn nhanh chóng lùi ra sau, đột nhiên từng con giao long chui ra khỏi mặt đất, táp tới bái thần. Mà đúng lúc này, những ánh đao sáng choang lóe lên, chém đứt đám giao long của Trung Nhạc. Những ánh đao này qua đi, đột nhiên một gốc cây nhỏ chui ra, chất chứa hàng vạn cành mộc kiếm khí, đồng loạt chém tới đôi chân của bái thần. Nhân tộc, cùng một kế sách là vô dụng với ta thôi. Những tấm thuẫn tự động xuất hiện quanh nguyên thần của bái thần, đón đỡ mộc kiếm khí. Bái Thạch Tùng cười vang nói: Cho dù là công kích hay phòng ngự của ta thì đều miễn chê. Đao pháp của ta là chảm mã đao, do thành chủ cô hồng tử truyền lại, chảm mã đao chấn. Tấm thuẫn của ta là bách thuẫn liên bích chấn, cũng là do thành chủ cô hồng tử sáng tạo ra. Thủ đoạn của ngươi đều bị ta nhìn thấu rồi. Với ta mà nói, mỗi một cử động của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của ta, không có chút bí mật hay kinh ngạc nào cả. Nếu ngươi không còn chiêu số nào mới mẻ thì chỉ có chết mà thôi. Ánh đao quay cuồng, sóng bùn tung bay, thế công của bái thần càng lúc càng nhanh hơn. Hiện giờ trước mắt Trung Nhạc toàn là ánh đao, mà ở đằng xa, quân tư tà nhìn mà lòng run sợ. Trong cơn mưa đao ấy, Trung Nhạc lúc lên lúc xuống như một con giao long xuyên qua lưỡi đao, nguy hiểm vô cùng. 18 đạo san hô kiếm khí kia không công kích bái thạch tùng nữa, mà bị Trung Nhạc triệu hồi cố thủ quanh thân. Kiếm quang không ngừng va chạm với ánh đao, thậm chí ngay cả long tướng kiếm khí và mộc kiếm khí cũng bị hắn thu lại. Dẫu vậy, đối mặt với thế công như mưa rền gió dữ kia, hắn vẫn liên tục rút lui. Nếu không cẩn thận, Trung Nhạc chắc chắn sẽ bị ánh đao giết chết. Còn tơ kiếm dây đàn kia thì tiếp tục xuất quỷ nhập thần. Tơ kiếm rất dài, vô thanh vô tức lượn lờ trong không khí, tìm kiếm sơ hở của bái thạch tùng.
Trung sư đệ vẫn còn quá non nớt, kinh nghiệm giao chiến với luyện khí sĩ còn ít, gặp luyện khí sĩ bình thường thì còn chiếm thế thượng phong, nay gặp phải tên cáo già như là Bái Thạch Tùng này liền chịu thiệt rồi. Quân Tư Tà không khỏi sốt ruột, nếu Trung Nhạc thua, người chết tiếp theo chính là nàng ta. Mà xem tình hình chiến đấu hiện tại, chỉ sợ Trung Nhạc sẽ không kiên trì được bao lâu trong thế công hung mãnh của đối phương. Nếu Trung sư đệ không muốn chết thì không được phép phạm bất cứ sai lầm nào, nhưng trong thế công dày đặc của đối phương như này, sao có thể không mắc sai lầm được đây? Hơn nữa, hắn tấn công liên tục mà chẳng phá được thế phòng ngự của Bái Thạch Tùng, công kích không được, không đánh tới đối phương thì chỉ có thể ở đó chịu đòn thôi. Hai kẻ một lớn một nhỏ kịch chiến trong đại nguyên hoang địa, lao đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ đã chiến đấu đi được 20 dặm. Mà ở trong 20 dặm này, nơi nào cũng là những dấu vết do đao kiếm để lại, chỗ nào cũng có những vết chân to đùng của nguyên thần Bái Thần kia. Lúc này giao long bay lên quấn quanh người Trung Nhạc, dốc sức bảo vệ thân thể. Giao long xê dịch kéo thân thể của hắn theo, nhưng ánh đao lóe lên, giao long liền bị chặt đứt. Mà mỗi lúc như vậy thì lại có giao long được quan tưởng ra duy trì thân pháp cho hắn. Xem ra ngươi thật sự không có chiêu số mới rồi. Bái Thạch Tùng cười ha ha, đột nhiên ánh đao lóe lên, những thanh chảm bá đao chém thẳng xuống Trung Nhạc. Đao trước chém xuống, đao sau nối tiếp, mỗi một đao đều bổ vào cùng một chỗ. Chỉ trong chớp mắt đã có hơn chục đao chém xuống. Trung Nhạc dốc hết sức ra ứng phó, dùng kiếm khí liên tục đón đỡ, nhưng thân hình của hắn cũng bị chấn cho bay lên cao, toàn thân tê dại, không cử động được, miệng học ra một ngụm máu tươi. Để ta đưa ngươi lên đường. Nguyên thần Bái Thần cất bước, ánh đao lại duyệt một cái lóe lên, dọc theo một con đường thẳng chém tới Trung Nhạc. Tiếng bạo kích dày đặc như tiếng mưa rào vang lên. Đột nhiên một tấm thuẫn màu vàng kim xuất hiện trước người Trung Nhạc. Những ánh đao kia chém lên tấm thuẫn huyền vũ kim linh thuẫn này, khiến nó bị bổ cho vỡ thành hai nửa. Huyền vũ kim linh thuẫn tan đi, tấm lá chắn thứ hai lại xuất hiện ngăn cản ánh đao. Mà tấm khiên vàng tan đi kia lập tức hóa thành kim khí nồng đậm, lại tiếp tục hóa thành tấm huyền vũ kim linh thuẫn khác, tiếp tục chắn ở trước người Trung Nhạc. Cùng lúc đó, Trung Nhạc hoãn lại một hơi, tinh quang lóe lên trong đôi mắt hắn. Hắn nắm lấy lưu nhận sau lưng, dốc sức ném tới chỗ Bái Thạch Tùng trên đầu nguyên thần Bái Thần. Có ngọ nguậy mãi thì cũng không thoát được cái chết đâu. Bái Thạch Tùng cười lạnh, giơ một tay lên, hàng loạt đánh đao chém tới bề mặt của lưu nhận. Y cũng thông minh, biết chiếc lưu nhận dài 1.7 trượng này chính là luyện ra từ thần nha. Nếu đụng phải lưỡi đao thì chảm mã đao sẽ bị chém gãy, cho nên chỉ cần chém lên mặt đao và sống đao là có thể thay đổi phương hướng của lưu nhận, khiến bản thân không bị đả thương, cũng không khiến chảm mã đao bị tổn hại. Cùng lúc đó, y giơ tay kia lên, từng đạo ánh sáng đao sáng loáng lại chém tới phía Trung Nhạc, đồng thời xoay thân hình cao bằng 20 tầng lầu, vô cùng linh hoạt, giơ chân đá tới Trung Nhạc. Ánh đao và huyền vũ kim linh thuẫn va chạm nhau, dày đặc vô cùng. Lại vào lúc này, một cước của Bái Thạch Tùng đá tới, huyền vũ kim linh thuẫn của Trung Nhạc đang chặn ánh đao lại không chặn được thân hình khổng lồ kia. Một tiếng oành vang lên, nguyên thần Bái Thần đá trúng Trung Nhạc, khiến hắn văng ngược ra ngoài. Một cú đá này mạnh tới cỡ nào đây? Nếu đá vào núi đá thì e ngọn núi ấy cũng sẽ sụp một mảng lớn. Mà nguồn sức mạnh mạnh tới mức ấy đá lên người Trung Nhạc, cứ thế đá bay hắn ra ngoài, đánh thẳng tới phía Quân Tư Tà. Bái Thạch Tùng cười ha ha, thả người nhảy lên như một ngọn núi, áp chế tới phía Trung Nhạc và Quân Tư Tà. Ánh đao tiếp tục bay múa, dù không bị một cước của y đá chết thì Trung Nhạc cũng sẽ bị giết chết. Cho dù thoát được cú đá ngàn cân kia cũng không thoát được ánh đao dày đặc. Mà vào lúc này, Bái Thạch Tùng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, lập tức điều khiển ánh đao quét ra sau lưng. Chỉ nghe những tiếng tinh tang vang lên, đám Lăng Yêu Cẩu Yêu trong thân thể nguyên thần Bái Thần chợt thấy tay nhẹ bẫng, ra là chảm mã đao đã bị chém gãy vì ánh đao sau lưng chặt đứt. Bái Thạch Tùng cả kinh, vội quay đầu lại nhìn thì thấy Lưu Nhận đang tự động bay múa chém tới phía y như đang được người ta té lên vậy. Chuyện gì thế này? Bái Thạch Tùng sắc mặt kịch biến. Người chưa tu luyện tớ linh thể hợp nhất không thể nào tế luyện được thần nha. Sao thần nha này có thể tự động phi hành được? Y đã sớm biết rằng Trung Nhạc không thể tế Lưu Nhận lên, nên khi đánh bay Lưu Nhận đi thì không thèm để ý nữa.
ai ngờ chiếc lưu nhận này lại có thể được tế lên, còn chém tới phía y. Lưu nhận chính là thần nha, vô cùng sắc bén, thậm chí còn hơn cả dây đàn, không hề sợ bất cứ loại hồn binh nào. Nhưng vì nó là răng nanh của thần nên việc tế luyện cũng không hề dễ dàng, chẳng thể tế luyện, cũng không thể tế hồn, như vậy sẽ không thể tế lên được. Mà giờ đây lưu nhận lại bổ tới y như được tế lên, làm cho y hoảng hốt. Bái Thạch Tùng lập tức nhìn ra trong không trung có một sợi tơ mỏng quấn quanh chuôi lưu nhận, lập tức giật mình. Thì ra là vậy, ngươi không tế nó lên mà dùng tơ kiếm quấn quanh chuôi. Ngươi tế dây đàn điều khiển thần nha, tựa như tế thần nha lên vậy. Dây đàn rung rung, lưu nhận cũng bay múa theo. Thanh đại đao 1.7 này lúc bay lên lúc bay xuống, không ngừng bổ xuống. Bái Thạch Tùng lập tức điều động chả mã đao khác nghênh đón lưu nhận, đánh vào mặt và sống đao của lưu nhận, không cho thanh đao này tới gần người. Bởi nếu bị thanh đao này bổ trúng, cho dù là Bách Thuẫn Liên Bích Trận cũng không chống đỡ nổi. Mà vào lúc này, Trung Nhạc khạc ra một ngụm máu, hai tay chống thân thể, từ từ đứng dậy. Quân Tư Tả lo lắng nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên này sắc mặt vàng như nến, ngực quắt lại một khối lớn, mấy cây xương sườn gãy đâm ra từ trong lồng ngực. Trung Nhạc im lặng, giơ tay lần lượt đẩy từng chiếc xương sườn trở về, sau đó hít vào một hơi thật dài, rồi những tiếng răng rắc do xương cốt đổi vị trí vang lên. Rõ ràng là hắn sử dụng bụng và cơ bắp ở lưng tiếp lại mấy cây xương gãy. Quân Tư Tả thấy hắn dù không kêu rên vì đau đớn, nhưng trên lưng đầy mồ hôi, trán cũng toát mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống theo máu. Thiếu niên Trung Sơn Thị đứng thẳng người, cất bước đi tới nơi mà Lưu Nhận đang kịch chiến cùng Bái Thạch Tùng. Trung sư đệ, Quân Tư Tả lên tiếng ngập ngừng rồi mới nói, cảm ơn ngươi vì đã dốc sức cứu giúp ta. Trung Nhạc nhoẻn miệng cười nói, sư tỷ đừng lo, nay thế công thú đã xoay chuyển rồi, hãy chờ ta giết y trở về. Trung Nhạc phun ra một ngụm máu tươi rồi cất bước bước đi. Mà ở nơi đó, thân hình nguyên thần Bái Thần hoạt động như bay, vừa né tránh công kích của Lưu Nhận, vừa nhanh chóng tiếp cận Trung Nhạc. Hiển nhiên Bái Thạch Tùng cũng biết cái đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước. Trung Nhạc nay đã bị thương nặng, thực lực không còn như trước nữa, chỉ cần giết hắn thì Lưu Nhận sẽ dừng tấn công. Bái tiên sinh cho rằng ngươi còn có thể động đậy được ư? Trung Nhạc lau đi vết máu nơi khóe miệng, lập tức dùng tâm niệm khiến nguyên thần Đại Nhật Kim Ô thúc giục tơ kiếm dây đàn. Chỉ thấy dây đàn kia càng lúc càng dài, phải tới 3 dặm, gần như đạt tới cực hạn của nó. Tiếp theo đó, sợi dây đàn ấy nhanh chóng xoay tròn xung quanh nguyên thần Bái Thần như một cái tổ ong chụp xuống. Mà Lưu Nhận cũng đang không ngừng xoay xung quanh Bái Thần, đao quang chém xuống. Hành động của Bái Thần lập tức bị chặn lại. Bái Thạch Tùng chán toát mồ hôi lạnh. Dây đàn cực kỳ sắc bén, bởi dù sao nó cũng là hồn binh do vị đại cao thủ Quân Tư Tà luyện chế. Với thực lực của y thì có thể phá giải được công kích của dây đàn, nhưng sợi tơ kiếm xoay quanh người mình này lại quấn tới hơn 10 vòng, khiến y hãi hùng không ngừng dùng chảm mã đao để gãy dây đàn ra, khiến cho dây đàn không tới gần người. Thế nhưng Lưu Nhận cũng đang không ngừng tấn công, lại hạn chế một bộ phận chảm mã đao, nếu không ngăn cản tất sẽ bị thanh thần nha này chém chết. Những linh cẩu yêu với lang yêu này có tất cả 56 con cùng 56 thanh chảm mã đao, trừ đi 7 thanh đao nãy đã bị ta chém đứt rồi là còn 49 thanh. Chảm mã đao trấn của Bái Thạch Tùng đã không còn hoàn chỉnh, có sơ hở. Trung Nhạc chớp mắt, không lập tức công kích nguyên thần Bái Thần mà chăm chú nhìn thân hình Bái Thần. Lúc này 56 con lang yêu và linh cẩu yêu cùng 49 thanh đao đang lưu chuyển. Thường có lang yêu với cẩu yêu đưa đao của mình cho đồng bọn, không có đao bên cạnh để ứng phó dây đàn và Lưu Nhận. Không thể không thừa nhận rằng Bái Thạch Tùng khá thông minh, quả thực rất mạnh. Dưới sự điều hành của y, 49 thanh đao chuyển đi chuyển lại trong tay 56 linh cẩu và lang yêu mà lại vô cùng nhịp nhàng, không hề lộ ra bất cứ sơ hở nào. Đúng là một tên luyện khí sĩ yêu tộc thông minh, khá là khó chơi. Trung Nhạc lại ho ra máu, hắn ngẩng đầu lên cười nói, nhưng giờ ngươi đang bị bao vây, hơn nữa số lượng đao không đủ, không thể kéo dài lâu được, tỷ lệ mắc sai lầm của ngươi càng cao hơn. Bái Thạch Tùng cười hăng hắc nói, với sự thông minh và năng lực khống chế của ta,
sao có thể mắc sai lầm được. Ngươi đừng có đắc chí, những cường giả yêu tộc khác sẽ nhanh chóng cảm ứng được khí tức phát ra khi ta và ngươi giao chiến. Ta chỉ cần chống đỡ tới khi cường giả yêu tộc tìm tới là được, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian đâu. Trung Nhạc mỉm cười nói, ta vẫn chưa chết, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ nhanh chóng phạm sai lầm thôi. Nguyên thần của hắn điều khiển 18 đạo san hô kiếm khí cùng long tướng kiếm khí, mộc kiếm khí tấn công tới nguyên thần bái thần. Nhưng lúc này đối tượng tấn công lại không phải là đám lăng yêu với linh cẩu yêu tạo nên thân thể bái thần, mà là chảm mã đao ở trong tay chúng. 20 đạo kiếm khí như cuồng phong tấn công tới, khiến cho bái thạch tùng không thể không ngăn trở. Nhưng hai tiếng keng keng vang lên, lại là hai thanh chảm mã đao bị Lưu Nhận chém gãy. Bái thạch tùng chán toát mồ hôi lạnh, cảm giác được việc điều động chảm mã đao càng lúc càng khó. Lại keng một tiếng, lại một thanh chảm mã đao khác gãy. Còn 46 thanh. Trung Nhạc lẳng lặng đếm, hiện giờ chỉ còn lại 45. Chảm mã đao liên tục gãy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán bái thạch tùng. Lần đầu tiên y cảm thấy khó giải quyết. Thua rồi, ta đã thua tên tiểu quỷ nhân tộc này rồi. Vấn đề hiện giờ là ta sẽ thua thảm bao nhiêu đấy. Sau lưng y lập tức xuất hiện đôi cánh, y lập tức vỗ cánh bay vụt lên trên cao. Nguyên thần bái thần lập tức bay theo. Mà lúc này đám lăng yêu và cẩu yêu tạo nên thân thể bái thần lập tức rơi ra như đàn kiến bu tới quân Tư Tà. Đây gọi là tráng sĩ đoạn oán, dương đông kích tây. Bái thạch tùng phá không mà đi, âm thanh truyền tới. Tiểu quý, thân phận của ngươi chắc chắn đã bị bại lộ. Ta đi rồi, cường giả yêu tộc chân chính sẽ tới giết ngươi. Ngươi thì đoán coi là cô Hồng Tử hay Lãng Thanh Vân đấy. Đột nhiên một âm thanh bình thản vang lên sau lưng của y. Cho dù ai tới cũng không cứu được ngươi đâu. Bái thạch tùng sờn tóc gáy, lúc này thấy Trung Nhạc ngự lôi hoành không, mang theo lôi âm cuồn cuộn đuổi theo như một tia chớp. Y không khỏi sợ hãi tới mức hồn phi phách tán, thất thanh la to. Sao? Không phải ngươi không thể bay được sao? Ngươi truy sát ta, vậy quân Tư Tà thì phải làm sao đây? Ngươi muốn thấy hả ta bị đám lang yêu và linh cẩu xé nát ư? Ngươi đoán sai rồi, bái tiên sinh. Trung Nhạc nhanh chóng tới gần, một tiếng ầm vang lên đột phá âm trướng. Hắn tế dây đàn lên phóng thẳng tới, lại lạnh nhạt nói, ta chưa từng nói là ta không biết thuật phi hành, ta chỉ không biết pháp môn chiến đấu trên không trung mà thôi. Ngự lôi hoành không này của ta tốc độ còn nhanh hơn phi hành bằng cánh rất nhiều, thế nhưng không linh hoạt bằng đôi cánh mà thôi, nên ta ít khi sử dụng. Nếu bàn về tốc độ phi hành, ngươi thua xa ta cả vạn dặm. Giết ngươi rồi ta vẫn kịp tới cứu quân sư tỷ. Trong lúc nói, hắn đã kéo gần khoảng cách với bái thạch tùng. Bái thạch tùng dốc sức bay đi, chỉ là thuật phi hành của y là dùng tinh thần lực quan tưởng ra cánh chim rồi vỗ cánh bay đi, không thể dễ dàng phá vỡ âm chứng được, thua xa ngựa lôi phi hành. Xoẹt một tiếng, tơ kiếm dây đàn bay tới nhẹ nhàng rung một cái, đầu của bái thạch tùng bay vọt lên cao. Trung Nhạc lập tức động tâm niệm, dây đàn lại rung rung cắt vỡ đầu và thân thể của bái thạch tùng thành thịt vụn. Bái thạch tùng chết, Trung Nhạc lập tức chuyển hướng, lôi quang đại phóng bay tới chỗ quân Tư Tà. Lúc này 50-60 con lang yêu và linh cẩu yêu ra sức phóng đi, cầm chảm mã đao giết gào đuổi theo quân Tư Tà đang được giao long trở đi. Mà con giao long kia chính là do tinh thần lực của Trung Nhạc biến thành, dưới sự điều khiển của Trung Nhạc cũng phóng đi như điên, tốc độ cực nhanh. Đám lang yêu cẩu yêu gầm rú ầm ĩ. Tên lang yêu dẫn đầu đột ngột quan tưởng đôi cánh, đôi cánh răng ra phải rộng tới hơn 10 trượng, vỗ cánh bay lên lập tức khiến tốc độ tăng lên rất nhiều, nhanh chóng tiếp cận quân Tư Tà. Khoảng cách giữa chúng và quân Tư Tà càng lúc càng gần. Tên lang yêu kia giơ chảm mã đao lên hung hăng chém xuống nàng thiếu nữ lục y ngồi trên lưng của giao long. Lại đúng vào lúc này, tiếng dây đàn vang lên, lang yêu ngẩn ngơ, mi tâm vỡ ra, bị dây đàn chẻ dọc từ đầu xuống chân thành hai nửa. Thậm chí thanh chảm mã đao kia cũng bị dây đàn đâm cho vỡ làm hai nửa. Hai mảnh đao sắt qua người giao long và quân Tư Tà rồi đâm xuống đất. Một bóng người từ trên trời ầm ầm giáng xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ rất to, lại tạo nên một cái hố to chừng mấy trượng, mặt đất rung chuyển không thôi. Tiếng rồng ngâm vang lên, một con giao long bỏ ra khỏi hố, mà Trung Nhạc thì đứng trên đầu giao long,
nhìn đám lăng yêu với linh cẩu đang vọt tới. Con con. Tiếng động của kiếm khí không ngừng vang lên bên tai, san hô đỏ chấn động, 18 đạo kiếm khí bắn ra. Long tướng kiếm khí đỏ rực như ngọn lửa, hóa thành một sợi tơ kiếm mỏng manh, biến hóa, di chuyển càng thuận tay hơn cả tơ kiếm dây đàn. Mộc kiếm khí thì hóa thành một gốc cây nhỏ rơi xuống đất, dường như muốn bám rễ trong lớp đất bùn. Ầm ầm. Đàn lăng yêu và linh cẩu yêu vọt tới, ánh đao chấp động bao phủ trung nhạc. Tiếng rồng ngâm, sói tru, cẩu sủa, tiếng kiếm khí va chạm không ngừng vang lên, rồi tiếng đao chém vào da thịt, chặt đứt xương cốt cũng truyền tới. Trung nhạc sừng sững đứng giữa cuộc vây công của đàn lăng yêu và linh cẩu. Kiếm khí tung hoành, sợi dây đàn vô thanh vô tức xuyên qua, tia máu văng khắp nơi, rồi cả những cánh tay, cái chân cụt ngủn bị chặt đứt vung vãi khắp đất. Những cái đầu dữ tợn thật lớn bị hất văng lên cao, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất lạnh. Những thanh đao gãy đâm xuống đất, đuôi đao ong ong rung động. Trong cuộc vây công, trong bóng lăng yêu cẩu yêu dày đặc, chỉ có mình Trung Nhạc sừng sững bất động. Gào! Con lăng yêu cuối cùng giống lên một tiếng, rồi bị 20+ đạo kiếm khí cắt nát. Trung Nhạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, bốn phía xung quanh hắn đều là những cái đầu, những mỏ tay chân cùng những mảnh đao gãy, máu me chảy lênh láng khắp cả vùng đất. Gió mang theo cái lạnh thấu xương ảo tới, mà Trung Nhạc vẫn đứng im tại đó. Trung sư đệ bị thương nặng ư? Giao Long bay tới, Quân Tư Tà nằm úp sấp trên lưng rồng, nhìn Trung Nhạc quan tâm hỏi. Rất nắng. Trung Nhạc không dám động đậy, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Hiện giờ ngay cả thở mạnh ta cũng không dám, chỉ cần thở hơi mạnh thôi, những nơi xương sườn bị đứt ra sẽ đau nhức vô cùng. Vậy phải mau chóng rời khỏi nơi đây thôi. Quân Tư Tà thoạt trông còn tốt hơn hắn nhiều, nàng vội nói. Bái Thạch Tùng cũng là một kẻ có uy tín và danh dự trong Cô Hà Thành, nay chết ở nơi đây, sợ rằng các cường giả yêu tộc khác cũng sắp tới rồi. Giờ ngươi không còn bao nhiêu sức chiến đấu nữa, nếu lại có một tên luyện kỹ sĩ yêu tộc tới đây, ta và ngươi sẽ chết ở nơi này. Sư tỷ, chờ chút, ta thu dọn đã nào. Trung Nhạc tuy không thể cử động, tuy nhiên tinh thần lực và tu vi vẫn còn, không giống Quân Tư Tà, ngay cả tu vi cũng cạn kiệt. Hắn phóng tinh thần lực ra, hóa thành hơn 10 con giao long nhỏ chạy tán loạn khắp mặt đất. Quân Tư Tà còn có thể cử động, bèn tò mò ló đầu nhìn. Một lúc lâu sau, mặt nàng đen lại, hóa ra là lũ giao long kia đang thu thập chả mã đao trên mặt đất. Trung sư đệ, có cần phải như vậy không? Nhiều chả mã đao như vậy lại còn bị ngươi đánh gãy rồi, còn bao nhiêu uy lực đâu, cũng chẳng bắn được bao nhiêu cả. Quân Tư Tà giở khóc giở cười, Trung Nhạc thì ngại ngùng, nhưng vẫn điều khiển đám giao long kia nhặt nhạnh sạch sẽ, thế mới rời đi, lại giải thích. Sư tỷ xuất thân trong thập đại thị tộc, lại là linh thể trời sinh, là viên minh châu của kiếm môn. Muốn bảo bối gì thì có thứ đó, muốn linh đan gì là có linh đan đó. Còn ta, hai bàn tay trắng, nếu muốn tu luyện nhanh hơn thì phải biết tiết kiệm thôi. Những thanh chả mã đao này đều là hồn binh, chất lượng cũng tốt à. Nếu dùng để tinh luyện kim khí thì có thể tiết kiệm được không biết bao nhiêu kim nguyên đan rồi. Quân Tư Tà lại nói, vừa rồi động tĩnh lúc sư đệ giao chiến với Bái Thạch Tùng quá lớn, sợ là sẽ kinh động không ít kẻ đang tìm kiếm tung tích của ta. Sư đệ, giờ chúng ta không thể đi thật chậm được nữa rồi, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mà trở về Đại Hoang. Chỉ cần tới được Đại Hoang thôi là không cần lo lắng nữa rồi. Trung Nhạc cũng hiểu điều đó. Cho ta nửa ngày tất về tới Đại Hoang. Hắn đứng trên đầu giao long, còn Quân Tư Tà thì ở lưng. Đột nhiên Quân Tư Tà thấy hai con giao long dần biến đổi hình dạng, chậm rãi hóa thành hai con long tướng, cơ thể cường tráng như tuấn mã, đuôi rồng, bờm ngựa, vằn hổ, không khỏi chật chật vài tiếng. Hai con long tướng phát lực phi nước đại, ầm ầm chạy về Đại Hoang. Sau nửa canh giờ, yêu vân tràn ngập cả trăm dặm. Vài kẻ đứng trong yêu vân với những đôi mắt lập lòe như đèn lồng, mà cặp mắt ấy thi thoảng lại đảo qua đại nguyên hoang địa tìm kiếm động tĩnh. Cô Hồng Thành Chú có phát hiện sao? Đôi mắt đèn lồng kia thu tầm mắt lại, trong yêu vân vang lên một giọng nói khá to. Phía trước có xác của đám thuộc hạ Bái Thịch Tùng. Sao? Xác đám thuộc hạ của Bái Thịch Tùng ư? Chết bao nhiêu?
Bẩm thành chủ, tổng cộng 56 người. 56 người sao? Không một kẻ nào trốn thoát ư? Xem ra... Yêu Vân rung chuyển, sau giây lát hạ xuống mặt đất, rồi lập tức thu lại. Cô Hồng Tử với vẻ mặt đầy sát khí đứng trước vùng đất đầy thi thể của đàn Lăng Yêu và Cẩu Yêu, rồi quay ra nhìn bốn phía, đột nhiên đi tới trước một bãi máu thịt. Bãi Thịch Tùng cũng chết rồi. Cô Hồng Tử cúi đầu nhìn thi thể bị cắt nát, từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra. Tuy Bái Thạch Tùng không có bản lĩnh xuất chúng gì, nhưng thông minh, đa mưu túc trí. Cho dù kẻ có thực lực hơn y, cũng khó mà giết y được. Mà kẻ chiến đấu với y có thực lực không bằng y, lại có thể giết chết được y. Cốt yếu là bởi vì kẻ đó gạt được Bái Thạch Tùng, làm cho Bái Thạch Tùng tưởng rằng mình thắng chắc rồi, nên mới bị kẻ đó xuất kỳ bất ý phá được Trảm Mã Đao Trấn. Sau đó Bái Thạch Tùng thua rồi lại thua, cuối cùng thua thảm hại, không còn cơ hội xoay người. Y đã đoán được đúng 8-9 phần 10 trận chiến giữa Trung Nhạc và Bái Thạch Tùng. Trung Nhạc ban đầu là lừa gạt, sau phá đao trận làm cho Bái Thạch Tùng thua rồi lại thua, cuối cùng mất mạng. Kẻ giết Bái Tiên Sinh khá là thông minh, cũng khá giàu hoạt. Vài tên cường giả yêu tộc cũng đứng sau cô Hồng Tử cùng quan sát bãi chiến trường, suy tính qua tình hình chiến đấu. Một tên cường giả thở dài nói: Bái Tiên Sinh là một vị chí tướng, không ngờ lại chết trong tay một tên luyện khí sĩ không rõ là thuộc tộc nào. Thành chủ, chúng ta có đuổi theo không? Kẻ này đã đi được hơn nửa canh giờ rồi, xem khoảng cách muốn đuổi kịp không dễ dàng đâu. Cô Hồng Tử quan sát lại dấu long chảo mà Long Tướng để lại, căn cứ vào độ mới của những dấu vết mà nhận định thời gian Trung Nhạc đã đi, lắc đầu nói: Nhìn ra được kẻ này biết phía sau có cường giả đuổi theo nên đã bỏ chạy thục mạng. Với tốc độ này của hắn, dù là ta cũng không thể nào chặn hắn lại được trước khi hắn vào đại hoang. Ta không đuổi theo, các ngươi cứ tự nhiên. Mấy tên cường giả yêu tộc kia lướt nhau rồi đồng loạt điều khiển Yêu Vân cuồn cuộn đuổi theo hướng mà Trung Nhạc đi. Ngu ngốc mà, dù các ngươi có sống tới đại hoang thì cũng vô dụng thôi. Cô Hồng Tử lắc đầu, quay người trở về cô Hà Thành, hắn thì thào nói: Nhân tài đại hoang xuất hiện lớp lớp, kẻ giết chết Bái Thạch Tùng, cứu quân Tư Tà này, sợ rằng thành tựu trong tương lai chắc chắn không thua kém tứ đại cao thủ kiếm môn. Đại hoang, cha cha, thật đúng là đối thủ của yêu tộc ta mà. May là nhân tộc an nhàn được vài năm liền bắt đầu nội đấu, tự tổn hại thực lực của nhau. Nếu không đúng là mối họa lớn cho yêu tộc mà. Lại nói, nguyên thần đại nhật Kim Ô của Trung Nhạc điều khiển hai con long tướng phóng đi với tốc độ càng lúc càng nhanh, dù là phi hành cũng không hơn được tốc độ này. Quân Tư Tả xem mà lòng đầy kinh ngạc, liên tục đánh giá thiếu niên Trung Xuân Thị, thầm nghĩ: Trung sư đệ mấy ngày nay chả ăn thứ gì cả, cũng chẳng dùng linh đan rượu dược, lại chiến đấu nhiều như vậy, theo lý thì tinh thần lực của hắn phải sớm tiêu hao hết rồi, vì sao vẫn còn dư thừa, luôn ở trong trạng thái toàn thịnh như vậy? Một thân thể tốt là nền tảng cho tinh thần lực, bởi vậy việc ăn uống bổ sung năng lượng luôn phải kịp thời. Mà muốn tăng tinh thần lực lên thì ngoài công pháp quan tưởng tốt ra còn cần linh đan, rượu dược để bổ sung. Đối với luyện khí sĩ mà nói, cho dù là di chuyển hay chiến đấu, tinh thần lực sẽ bị tiêu hao phạm vi lớn, nhất là với người như Trung Nhạc vừa trải qua một trận chiến ác liệt, lại phải quan tưởng long tướng chạy đi như điên, lượng tiêu hao tinh thần lực sẽ lớn tới mức đáng sợ. Đối với một luyện khí sĩ mới tu luyện tới thoát thai cảnh thì tu vi tinh thần lực căn bản không thể đạt được tới trình độ này. Cho dù là với đám cường giả như quân Tư Tà liên tục ác chiến khiến tinh thần lực hao kiệt, dầu hết đèn tắt, nàng chính là bị phục kích vào vây công nên mới khiến tinh thần lực hao hết như vậy. Còn Trung Nhạc thì trải qua trận ác chiến lại chạy thục mạng mà tinh thần lực vẫn giữ ở vị trí đỉnh cao, không thể không khiến quân Tư Tà tò mò. Hèn chi hắn nói không cần mang theo linh đan. Không tới nửa ngày, Trung Nhạc và quân Tư Tà liền tiến vào địa giới của Đại Hoang. Nơi đây quần sơn nguy nga, cao chót vót, hình thành một tấm khiên thiên nhiên ngăn cách tại nguyên hoang địa. Trung Nhạc tản long tướng đi, lại quan tưởng giao long. So với long tướng, giao long thiện về trèo đèo lội suối, vượt núi băng sông. Hai người tiến tới Đại Hoang rồi, nhưng vẫn không dám thả lỏng, bởi vì kiếm môn nằm ở trung tâm Đại Hoang,
còn cách nơi đây hơn 5 vạn dặm nữa. Mà bốn phía đều là núi non, tốc độ chắc chắn sẽ không thông thuận như khi ở Bình Nguyên. Lực phòng ngự ở biên thủy đại hoang khá là yếu. Nếu cường giả yêu tộc xâm nhập thì chưa chắc bốn minh thú ở kim đỉnh của kiếm môn đã phát hiện ra. Có cường giả yêu tộc đuổi vào đại hoang rồi. Trung Nhạc cảm ứng được một luồng yêu khí sau lưng mình, không khỏi nhíu mày. Mấy luồng yêu khí này cực kỳ mạnh, còn mạnh hơn Bái Thạch Tùng rất nhiều. Hẳn là đám cao thủ Cô Hà Thành đuổi tới. Tới đại hoang rồi mà còn dám đuổi theo không buông tha. Đám yêu tộc này thật là to gan. Hắn tiếp tục chạy đi, xâm nhập vào ngàn dặm trong quần sơn. Dần dần có các thị tộc của nhân tộc đang hoạt động. Đó là tiểu thị tộc trong 3.000 thị tộc của đại hoang. Nhân số ít ỏi chỉ có chừng mấy vạn. Sư đệ, hãy dừng lại. Quân Tư Tà đột nhiên nói. Trong thị tộc này có đồ đằng và tế đàn, chúng ta vào bái đồ đằng. Trung Nhạc nghe vậy thì kinh ngạc, không hiểu là để làm gì. Hai người cưỡi giao long tiến vào trong thị tộc này. Tộc trưởng vội phái người ra đón, mời cả hai vào trong chủ trại. Thì ra là Tư Tả thiên nữ, sao thiên nữ lại bị thương ở nơi đấy? Vị tộc trưởng kia tuy không phải luyện khí sĩ nhưng lại nhận ra Quân Tư Tả. Hắn vội vàng hỏi. Quân Tư Tả nói rõ ý đồ khi đến đây. Tộc trưởng hoảng sợ vội sai người mở tế đàn. Tế đàn này nằm ở trung tâm của trại chính. Một cây đồ đằng trụ được khắc thành từ một cây gỗ phải to đến 5-6 người ôm mới hết được, dựng ở giữa tế đàn. Bên trên có khắc những loại hoa văn đồ đằng kỳ dị. Quân Tư Tả dãy dụa đứng lên, miệng vết thương toàn thân lại nứt ra, máu lại tiếp tục chảy. Có tộc nhân tiến đến nâng nàng ta lên tế đàn. Quân Tư Tả bái lại đồ đằng thần trụ kia một cái. Lập tức đồ đằng văn kỳ dị trên đồ đằng trụ bắt đầu chuyển động, biến hóa, dần hiện thành một khuôn mặt có mắt có mũi như người, chỉ là trên mặt có rất nhiều hoa văn lưu tinh. Đồ đằng trụ như biến thành một người có thể nói chuyện. Hắn liền hỏi. Thì ra là Tư Tả thiên nữ, vì sao thiên nữ lại gọi ta? Quân Tư Tả thì lễ đáp. Ta bị trọng thương, bị cường giả yêu tộc đuổi giết. Này có yêu tộc tiến vào lãnh địa đại hoang, đang đuổi theo ở phía sau. Mong sư huynh thông báo trưởng lão kiếm môn mau tới ngăn cản. Khuôn mặt trên đồ đằng trụ kia hoảng sợ vội nói. Tư Tả thiên nữ, hãy nhanh di chuyển, né tránh đám cường giả yêu tộc đó đi. Ta sẽ thông báo cho hội trưởng lão, mời các trưởng lão ra tay ngăn cản kẻ địch. Quân Tư Tả cảm ơn lại nói. Đa tạ sư huynh, mong sư huynh có thể thông báo cho luyện khí sĩ trong thị tộc Quân Sơn Thí tới gần hồ Vị Ương tiếp đón bọn ta. Gương mặt trên đồ đằng trụ biến mất. Trung Nhạc và Quân Tư Tả lập tức cưỡi giao long tức tốc rời đi. Quân Tư Tả cười nói. Trung sư đệ, bất cứ một thị tộc nào ở đại hoang ta chỉ cần có đồ đằng trụ là có thể liên lạc với kiếm môn, thông báo thông tin cho kiếm môn. Cảm ứng đồ đằng trụ là có thể liên lạc được với chủ nhân của đồ đằng trụ, chuyển tin tức ra. Nay kiếm môn đã biết tình cảnh của chúng ta, sẽ có cao thủ từ hội trưởng lão tới ngăn cản đám cường giả yêu tộc kia. Sao, đồ đằng trụ còn có tác dụng này nữa sao? Trung Nhạc tán thưởng. Tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh nên không hiểu mấy về những chuyện này. Đại hoang có 3.000 thị tộc trải rộng khắp 10 vạn đại hoang. Dù không phải mỗi thị tộc đều có đồ đằng trụ, nhưng cũng không phải là ít đâu, có thể hình thành một mạng lưới liên lạc cực lớn. Quân Tư Tả cũng thấy thả lỏng rất nhiều, cười nói. Có một số thị tộc lớn không chỉ có một luyện khí sĩ, tất nhiên không chỉ có một đồ đằng trụ. Thị tộc càng có nhiều luyện khí sĩ, đồ đằng trụ phân bố càng rộng. Trong đại hoang này có khi phải có tới hơn vạn cái chứ. Hơn nữa trong đại hoang còn có thần miếu, bên trong bố trí tế đàn và đồ đằng trụ, dùng để liên lạc khi khẩn cấp ba. Mạng lưới liên lạc của đại hoang ta chắc chắn bao trùm cả 10 vạn dặm. Nếu sư đệ có chuyện mà gặp được thần miếu là có thể từ đó liên lạc với kiếm môn được rồi. Trung Nhạc nghe vậy mà động dung. Trước nay hắn không hề biết chuyện này, nay mới dần hiểu về thế lực của kiếm môn ở trong đại hoang. Mà sư tỷ này, vì sao vị luyện khí sĩ kia lại gọi sư tỷ là Tư Tả thiên nữ vậy? Quân Tư Tả mặt ửng đỏ ngại ngùng nói. Đều do đám đồ đệ kia thổi phồng lên thôi. Nói ta là thiên chi kiêu nữ của Quân Sơn Thí, lại xinh đẹp nên đều gọi ta là thiên nữ cả. Trung Nhạc cũng khen ngợi.
Ừ thì sư tỷ quả thực cực kỳ xinh đẹp, vóc người đẹp, da lại trắng chéo, eo cũng nhỏ, còn rất mềm, chỉ là ăn hơi nhiều. Quân Tư Tả trợn mắt lên với hắn. Người dám kể lể mấy chuyện đó ra với ai? Sư tỷ ta sẽ băm vằm ngươi ra đó, biết chưa? Còn nữa, chuyện dáng ta đẹp, da ta trắng, eo ta nhỏ, người cũng không được nói lung tung với ai. Nếu không, người ta lại tưởng rằng ta bị người ăn rồi. Ăn, ăn cái gì cơ? Trung Nhạc buồn bực hỏi lại. Quân Tư Tà vừa thẹn vừa giận. Dẫu sao, người cũng không được nói lung tung. Trung Nhạc nghiêm mặt lại. Sư tỷ, chuyện ta ra tay tương trợ với chuyện ta ở yêu tộc, sư tỷ cũng không được nhắc tới với người thứ ba. Quân Tư Tà giật mình, mới nhớ ra Trung Nhạc còn có một thân phận khác, đó chính là lĩnh chủ Long tộc của cô Hà Thành. Nếu nàng kể chuyện Trung Nhạc cứu giúp ra ngoài, sợ rằng yêu tộc sẽ biết bộ mặt thật của hắn. Chuyện này quả thật cũng không nên kể, sư đệ hãy yên tâm. Cường giả yêu tộc còn đuổi theo không bỏ, dù Trung Nhạc và Quân Tư Tà có che giấu khí tức thì cũng không thể lừa được mấy cái mũi thính của yêu tộc. Bọn chúng vẫn theo sát hai người, không hề buông tha. Nhưng may là nơi này núi cao vực sâu, rừng rậm tùm, muốn tìm được bọn họ không phải là dễ dàng. Dọc đường đi, Trung Nhạc và Quân Tư Tà lại gặp được hai thị tộc lớn, thông qua đầu đằng trụ thông báo vị trí cho hội trưởng lão. Vài canh giờ sau, rốt cuộc cường giả của hội trưởng lão cũng cản trở được cường giả yêu tộc. Một trận chiến ngắn ngủi bùng nổ, rồi mọi thứ trở lại vẻ yên bình. Bên hồ Vị Ương, rất nhiều luyện khí sĩ quân Sơn Thị đứng trên mặt hồ, hết nhìn đông lại ngó tây. Thậm chí cả lão tộc trưởng của quân Sơn Thị cũng xuất hiện ở trên mặt hồ. Thiên nữ trở về rồi. Một vị luyện khí sĩ mắt sắc nhìn thấy Giao Long chui ra khỏi rừng rậm cùng với Quân Tư Tà trên đó, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng kêu lên. Đám luyện khí sĩ quân Sơn Thị vội vàng chạy tới đón. Quân Tư Tà chợt xuống khỏi lưng Giao Long cười nói, sư đệ cũng bị trọng thương rồi, trong quân Sơn Thị tộc ta có Linh Ngọc Cao, không bằng tới đó dưỡng thương vài ngày đi sư đệ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.